Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 681. So sánh với thắng thua, những người này càng hy vọng chứng kiến kỳ tích đản sinh tràng diện. Thần thạch không có còn có thể lại nghĩ biện pháp làm, có thể trường hợp như vậy, có lẽ bọn hắn cả đời chỉ có một lần cơ hội gặp được. Mất đi thần thạch thống khổ, còn lâu mới có được giao đấu bị kết thúc tới càng làm cho bọn hắn khó chịu. Đồng dạng khó chịu, còn có Trần Trường An. Chơi cả một đời ưng, lần này thế mà bị ưng mổ vào mắt. 500 triệu, đây chính là mẹ nó 500 triệu à? Phất nhanh lập tức biến thành bạo phụ. Ngươi đến cho ta cái bản giao. Các ngươi tiêu giao thuyền chính là làm như vậy sự tình. Ta cái này 500 triệu trung phẩm thần thạch, chết do so ngươi nhị đại gia đều thảm. Nghe được Trần Trường An, kia công tác nhân viên cũng là một mặt xấu hổ, cái này cùng chính mình nhị đại gia có quan hệ gì? Cái kia, ta nhị đại gia còn chưa có chết, sống thật tốt đây này. Liên các ngươi làm như vậy sự tình, không xa. Ngạch, Trần Tiên Sinh Ngài hiện tại đã là chúng ta tiêu giao thuyền hạng nhất khách hàng. Chúng ta tôn thượng, muốn gặp ngài, không bằng ngài trước đi với ta nhìn một chút tôn thượng đi. Tôn thượng. Nghe nói như thế, Trần Trường An không khỏi nhướng mày, cái này tôn thượng chỉ sợ sẽ là tiêu giao thuyền phía sau chủ nhân à. Muốn gặp chính mình. Bị chính mình anh tuấn khuôn mặt, thực lực vô địch hấp dẫn tới rồi sao? Gặp, 500 triệu thần thạch có thể trả ta không? Cái này ta không làm chủ được, không bằng ngài tự mình đi hỏi một chút tôn thượng. Được, ta đi hỏi một chút, 500 triệu trung phẩm thần thạch, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Còn thất thần làm gì? Dẫn đường à? a a a à, tốt. Trần Trường An đối Mục Vân Giao cùng đại hoàng bọn chúng vung tay lên, Mục Vân Giao các nàng cũng là ngầm hiểu, vội vàng bay đến Trần Trường An bên cạnh. Thần thạch thật cứ như vậy không có. Mục Vân Giao hiếu kỳ hỏi. Trước mắt mà nói, đúng thế. Trần Trường An gật đầu bất đắc dĩ. Thật sự là không dễ dàng, ngươi hố khắp cả thái huyền giới cùng thái cổ tiên vực lần này rốt cục ăn một lần thua thiệt mục vân giao cũng cảm giác có chút buồn cười dù sao muốn xem đến trần trường an ăn thiệt thòi vậy nhưng thật sự là quá khó khăn hắc 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 đại ca ngươi ngậm miệng ta còn cái gì đều không nói có thể chúng ta đều biết rõ ngươi muốn nói gì trần trường an không có tiếp tục phản ứng đại hoàng mà là nhìn về phía công tác nhân viên hỏi hiện tại có thể nói cho ta hạ bốn tầng đều có cái gì sao thật có lỗi, ta cũng không biết rõ, bởi vì trước đó, ta chưa từng có từng tiến vào hạ bốn tầng. Được chưa, dù sao lập tức liền có thể lấy biết rõ. Đối phương không biết rõ, Trần Trường An cũng không cần thiết hỏi nhiều, rất nhanh, tại đối phương dẫn dắt phía dưới, Trần Trường An một đoàn người đi tới hạ bốn tầng lối vào chỗ. Nhìn thấy Trần Trường An xuất hiện, trong coi nhân viên đều mười phần hiếu kỳ đánh giá Trần Trường An. Đây chính là cái kia nghe đồn rằng, địa thần cảnh tu vi cùng thần quân cảnh đánh bất phân thắng bại người hiện tại ta có thể tiến vào sao công tác nhân viên cười hỏi có thể đi theo ta dứt lời trông coi nhân viên mang theo trần trường an một đoàn người đi tới một cái khác cổng vào lúc đạt tới cái này cổng vào thời điểm nguyên bản mang theo trần trường an tới công tác nhân viên lại bị ngăn lại ngươi bây giờ đã tấn thăng làm hạng nhất nhân viên một hồi ta sẽ dẫn ngươi giới thiệu một cái nơi này tình huống nơi này ngươi cũng không cần tiến vào trần tiên sinh các ngươi có thể tiến vào Trần Trường An nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đi vào một cái khác lối vào. Cái này tiêu giao thuyền quả nhiên là có chút môn đạo. Trên bốn tầng còn tốt một điểm, nhưng đã đến nơi này, cảm giác của ta lực hoàn toàn vô dụng, căn bản là cảm giác không đến hạ bốn tầng có cái gì. Đại ca, cảm giác của ngươi lực đều vô dụng. Ừm, hoàn toàn cảm giác không đến, lần này bốn tầng quá thần bí một chút. Trần Trường An cảm giác không đến, không chỉ nói rõ lần này bốn tầng mười phần thần bí, cũng tương tự nói rõ cái này phi chu phẩm cấp cũng phi thường cao, chế tạo thời điểm, chỉ sợ cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Như thế cường đại cấm chế, chỉ sợ không phải người bình thường có thể bố trí ra. Đại ca, lối đi này, tựa như là hướng phía dưới. Ừm, hơn nữa còn rất dài, xem ra, cái này tiêu giao thuyền tôn thượng, hẳn là một mực ở tại phía dưới cùng nhất. Thông đạo mặc dù rất dài, nhưng đối với Trần Trường An bọn hắn tới nói, cũng không cần tốn hao bao nhiêu thời gian. Mở ra cuối thông đạo cửa chính về sau, ảnh tượng trước mắt ngược lại để Trần Trường An bọn hắn sừng sốt một cái. Tại cái này tiêu giao thuyền phía trên thế mà còn chuẩn bị dạng này một cái địa phương núi xanh nước biếc chim hót hoa nở cùng tiêu giao thuyền đơn giản không hợp nhau. Đây là một cái tại tiêu giao trong đỏ bộ đơn độc sáng lập một cái không gian độc lập Trần Trường An bọn hắn sau khi tiến vào sau lưng cửa chính cũng tự động đóng lại quay đầu không có cửa chính cái bóng phảng phất kia đạo môn từ đầu đến cuối đều chưa từng tồn tại ngoại tào. Đại ca, ngươi nhìn kia là cái gì? Kỳ lân. Cái này mẹ nó còn có một đầu kỳ lân. Đột nhiên, đại hoàng một mặt khiếp sợ nhìn về phía nơi xa, nó thế mà tại trong này thấy được đồng loại. Không chỉ là kỳ lân, ngươi nhìn bên kia, còn có phượng hoàng, còn có long tộc. Còn có đó là cái gì? Đột nhiên, một cái kỳ kỳ quái quái sinh vật đưa tới Trần Trường An chú ý của bọn hắn, bởi vì loại sinh vật này, bọn hắn trước đó đều chưa từng nhìn thấy. Giống như hưu không phải hưu, mặt tròn trịa trên đầu dáng dấp sừng nhìn càng giống là sừng rồng toàn thân trắng như tuyết mà chỗ mi tâm lại có một cái tươi màu đỏ ấn ký bốn vó đạp nguyệt cái này sinh vật đi đường là nổi bồng bềnh giữa không trung bốn cái móng phía dưới đều có một loại giống như như ánh trăng năng lượng cầu chưa thấy qua ai cũng chưa từng gặp qua cuối cùng là cái gì đồ vật tề nguyên hạo ngươi tại thần vực thời gian lâu dài ngươi biết rõ đây là cái gì ư trần trường an nhìn xem tề nguyên hạo hỏi không biết rõ chưa từng có nghe nói qua có dạng này đồ vật tề nguyên hạo lắc đầu hắn cái gì cũng không biết rõ nó gọi đạp nguyệt không có người biết rõ nó là sinh vật gì toàn bộ vạn cổ thần vực bên trong chỉ có như thế một đầu là độc nhất vô nhị tồn tại không có người biết rõ nó là như thế nào xuất hiện cũng không có người biết rõ nó tại sao lại xuất hiện thậm chí vạn cổ thần vực bên trong rất nhiều người đều không biết rõ nó đến tột cùng là cái gì ngay tại trần trường an một đoàn người nhìn chằm chằm đạp nguyệt quan sát thời điểm một thanh âm từ sau lưng của bọn hắn vang lên nghe được đối phương trần trường an không khỏi nhướng mày nữ nhân cái này tiêu giao thuyền phía sau chủ nhân lại là một cái nữ nhân trần trường an mấy người trở về đầu xem xét phát hiện đứng phía sau nữ nhân lại là một người mặc màu hồng váy dài dung mạo mười phần nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu thậm chí có chút la lị cảm giác tiểu nữ hài như chỉ là chỉ từ cái này trang phục cùng hình dạng đến xem cực kỳ giống 15-16 tuổi tiểu cô nương. Hơn nữa còn là loại kia hồn nhiên ngây thơ, hoạt bát đáng yêu loại hình tiểu cô nương. Ngươi chính là cái này tiêu giao thuyền tôn thượng. Phía sau màn chủ nhân. Trần Trường An cau mày hỏi. Làm sao? Không giống sao? Bất quá, ta có thể cũng không phải là cái này tiêu giao thuyền chủ nhân. Chân chính chủ nhân là ngài à, ta thân yêu chủ nhân. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 682. Chủ nhân, còn thân hơn yêu. Ngọa tào lần này chơi lớn rồi. Ha ha. Đột nhiên, Mục Vân Giao tiếng cười lạnh từ Trần Trường An sau lưng truyền đến. Trong khoảnh khắc, Trần Trường An cảm giác được phía sau mình truyền đến khí tức 10 phần nguy hiểm. Trần Trường An, ngươi thật biết chơi à? Mục Vân Giao giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trần Trường An nói. Cái kia, ngươi lần này làm sao phản ứng lớn như vậy? Ban đầu ở Thái Huyền Giới, ngươi không trả đuổi tới tìm cho ta nàng dâu sao? Kia là trước kia ta cái này cũng là trước kia. Mục phân giao cái này đột nhiên ghen tuông đại phát, để Trần Trường An cũng là trở tay không kịp. Hắc hắc hắc, lăn mẹ nó. Đại hoàng không đúng lúc cười trộm, để Trần Trường An trực tiếp đem nó một cước đá bay. Hồng Sương gặp qua chủ nhân, gặp qua chủ mẫu. Chủ mẫu không nên hiểu lầm, Hồng Sương chỉ là chủ nhân tỷ nữ, chỉ lần này mà thôi, cũng không cái khác bất kỳ quan hệ gì. Hồng Sương, nghe được Hồng Sương, Trần Trường An xem xét cẩn thận Hồng Sương một chút hỏi, ngươi sẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Đã từng ta, cùng hiện tại ta cũng không đồng dạng. Sẽ không? Chủ nhân ly khai thời điểm, liền đã từng đã nói với tỷ nữ, gặp lại lần nữa, sẽ có gì loại biến hóa? Ta ở chỗ này, chính là vì chờ đợi chủ nhân một lần nữa đến. Chủ nhân, không bằng chúng ta thay cái địa phương nói đi. Được. Hồng Sương đem Trần Trường An bọn hắn dẫn tới chính mình ở lại địa phương. Mặc dù cái này tiêu giao thuyền 10 phần xa hoa, nhưng Hồng Sương ở lại địa phương lại hết sức đơn giản điệu thấp. Chỉ là một gian thật đơn giản nhà gỗ, cũng không có quá nhiều trang trí. Cái kia, ta muốn hay không về trước tránh né tránh. Tề Nguyên Hạo lúc này đã triệt để mộng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Trần Trường An thế mà ngưu bức như vậy. Liên liên cái này tiêu giao thuyền, đều là người ta Trần Trường An sản nghiệp. Cái này thật đúng là siêu cấp đại lão chuyển thế à. Không cần né tránh, ngươi cũng không có can đảm kia ra ngoài nói lung tung, ngay tại cái này đợi đi vẫn là thôi đi, coi như ta quản được ở miệng của mình, vậy cũng gánh không được có ý khác người tính toán. Biết đến càng ít càng an toàn. Các ngươi trò chuyện, ta ra ngoài dạo chơi. Tề Nguyên Hạo rất rõ ràng, chính mình cũng không phải là Trần Trường An người một nhà, Trần Trường An có thể không thèm để ý, nhưng hắn không thể không quan tâm. Dù sao, đến thời điểm thật biết rõ không nên biết đến sự tình, hắn cũng lo lắng cho mình bị liên lụy. Tề Nguyên Hạo muốn ly khai, Trần Trường An đương nhiên sẽ không ngăn cản nhìn một chút hoàn cảnh nơi này, sau đó hỏi. Năm đó ta chế tạo tư giao thuyền, đồng thời để tư giao thuyền tại hắc ám không gian làm ăn, mục đích là cái gì? Hồi chủ nhân, ngài mục đích rất đơn giản. Thứ nhất, nghe ngóng tin tức. Thứ hai, bồi dưỡng thế lực. Thứ ba, kiếm lấy nhiều tư nguyên hơn. Bồi dưỡng thế lực cùng kiếm lấy tài nguyên, đây đều là Trần Trường An sẽ làm sự tình, nhưng đánh nghe tin tức. Mình muốn nghe ngóng tin tức gì? Ngươi biết rõ ta muốn nghe ngóng tin tức gì sao? Trần Trường An hỏi. Trước đây nghe chủ nhân nói qua một câu, ngài nói sở dĩ tại cái kia thời điểm trở lại thần vực, chủ yếu nguyên nhân chính là muốn tìm một kiện thuộc về ngươi, nhưng ngươi đã từng bỏ qua đồ vật. Mà tiêu giao thuyền tồn tại, ngoại trừ nghe ngóng tin tức bên ngoài, thuận tiện cũng là vì cho chính ngài ngày sau trải đường. Năm đó ta cũng không để ý gì tới giải trải đường y tứ, bây giờ xem ra, ngài là vì chuyển thế tại trải đường. Trần Trường An bây giờ không có đã từng ký ức, tu vi cùng thực lực cũng phát sinh cải biến, theo hồng sương đây cũng là bởi vì chuyển thế nguyên nhân nghe được hồng sương trần trường an trong nội tâm đại khái đã có một đáp án chính mình tại vạn cổ thần vực hẳn là bỏ qua nào đó đồng dạng đồ vật điều này không khỏi làm cho ngày sau chính mình xuyên qua đến quá khứ tìm kiếm đồng thời vì chính mình trải đường nhưng trước mắt tình huống đến xem hắn tựa hồ tìm được cũng không dùng cần bây giờ chính mình đạt được mới có thể giải quyết vấn đề cụ thể một điểm ta muốn tìm đồ vật là cái gì Trần Trường An cau mày hỏi. Đạo nguyên chi khí? Đạo nguyên chi khí? Đây là cái gì đồ vật? Trần Trường An còn là lần đầu tiên nghe nói cái này đồ vật. Nô tỳ cũng không biết rõ đây là cái gì, thậm chí. Thần vực bên trong tựa hồ cũng không có người biết rõ cái này đồ vật tồn tại. Năm đó không có hỏi thăm đến, qua nhiều năm như vậy, ta một mực tại nghe ngóng tin tức, cũng sẽ phái ra chúng ta tiêu giao thuyền thành viên, tiến về từng cái giới vực nghe ngóng. Nhưng từ đầu đến cuối không có bất kỳ manh mối, Bất quá, ngày năm đó ly khai thời điểm, đã từng lưu lại qua một câu. Lời gì? Tìm không thấy, có lẽ chỉ là bởi vì thời cơ không đúng, cho nên, cần nhờ chính người. Cần nhờ chính mình. Ý tứ của những lời này rất rõ ràng, coi như năm đó Trần Trường An xuyên qua thời gian trở về quá khứ. Nhưng thời cơ không đúng, coi như hắn thực lực đã đầy đủ cường đại, lại vẫn không có biện pháp tìm tới. Quy kết nguyên nhân, chính là đạo này nguyên chi khí, sẽ chỉ xuất hiện tại nó nên xuất hiện thời điểm có thể đã từng cái kia chính mình bỏ qua đạo nguyên chi khí xuất hiện thời cơ đối phía sau chính mình tạo thành ảnh hưởng cho nên trở lại quá khứ là bây giờ chính mình trải đường mà nó trần thiên không phải nói đến thần vực không cần tìm đồ vật sao trần trường an cau mày nỉ non một câu chủ nhân ngài trước đây cũng đã nói câu nói này giống như cũng là bởi vì cái này trần thiên người nói tới câu nói này để ngài dưới sự khinh thường cùng đạo nguyên chi khí bỏ qua lời này vừa nói ra trần trường an không khỏi nhướng mày cái này trần thiên đến cùng an cái gì tâm hắn đến tột cùng là giúp mình vẫn là đến hại chính mình trọng yếu như vậy sự tình trần trường an không tin tưởng một cái đùa ác liền có thể giải thích tuy nói trần thiên làm người cũng không thế nào đáng tin cậy có chút tiện nhưng đại sự phía trên không về phần không rõ ràng mới đúng trần thiên đến tột cùng là ý đồ gì bất quá đơn giản suy tư một lát trần trường an liền tạm thời buông xuống liên quan tới trần thiên sự tình dù sao có một số việc hiện tại liền xem như nghĩ bể đầu cũng không nghĩ ra bất luận cái gì đáp án, không cần thiết đi lãng phí quá nhiều tâm tư. Liên quan tới đạo nguyên chi khí sự tình, các ngươi tiếp tục tìm kiếm. Bây giờ ta đi tới vạn cổ thần vực, có lẽ, chứng minh thời cơ đã thành thục, nói không chừng sẽ có phát hiện. Vâng, chủ nhân. Ngươi nơi này những này thần thú là cái gì tình huống? Còn có cái kia đạp nguyệt. Trần Trường An hỏi. Những này thần thú là ta nhàm chán, cho nên làm tới nuôi chơi. Về phần đạp nguyệt, là năm đó chủ nhân ngài ngẫu nhiên ở giữa phát hiện. Đạp nguyệt thành thật, cũng rất thần bí, nó xưa nay không cùng cái khác thần thú câu thông giao lưu, chính chỉ là yên lặng đợi. Liền ngay cả ta nó cũng xưa nay không từng để ý tới qua. Đúng rồi, đạp nguyệt thực lực rất mạnh, đây cũng là ngài năm đó nói qua, về phần mạnh bao nhiêu, vậy ta liền không biết rõ. Hồng Dương đối với đạp nguyệt hiểu rõ cũng không nhiều, đại đa số đều là từ năm đó Trần Trường An trong miệng biết được. Mà Trần Trường An phát hiện đạp nguyệt về sau liền ném vào tư giao thuyền phía trên, tại về sau, liền biến mất không thấy. Cái này đạp nguyệt, không phải là đạo nguyên chi khí à? Bạn chuẩn bị xem từ Trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 683, Trần Trường An sẽ có suy đoán như vậy cũng không kỳ quái. Thần vực vốn cũng không có đạp nguyệt sinh vật như vậy, thần bí, quá thần bí. Nếu như nói đạp nguyệt là đạo nguyên chi khí, cái kia hẳn là làm sao bây giờ? Đạo nguyên chi khí đến cùng là làm gì dùng? nghi hoặc không hiểu trần trường an bây giờ không có cách nào tìm tới đáp án mà hồng sương nghe được trần trường an về sau mở miệng nói ra chủ nhân ngài năm đó cũng từng hoài nghi tới chuyện sự tình này cho nên mới sẽ đem đạp nguyệt mang về chỉ bất quá ngài cũng đã nói cái này chỉ là một loại khả năng nhưng không có cách nào chứng thực cho nên ta lần này kỳ thật chính là đang chờ ngài xuất hiện ngài năm đó cho ta một cái thời gian đại khái để cho ta tại con đường này bên trên chờ ngài Ngài đi thời điểm, đem đạp nguyệt cũng cùng nhau mang đi, mang theo trên người, có lẽ sẽ có cái khác phát hiện. Mang theo trên người, như thế một cái lựa chọn tốt. Coi là mua một cái song trọng bảo hiểm. Đúng rồi, tiêu giao thuyền hạ bốn tầng, đến tột cùng là cái gì? Làm sao khiến cho thần bí như vậy? Trần Trường An hiếu kỳ hỏi. Tiêu giao thuyền hết thảy tám tầng, phía trên bốn tầng kỳ thật liền đã rất phong phú. Trần Trường An nghĩ không ra, phía dưới này bốn tầng còn có thể có cái gì, hơn nữa còn bảo trì thần bí như vậy kỳ thật phía dưới cái này bốn tầng cũng không có cái gì đặc thù địa phương làm đẳng cấp này chế độ mục đích chủ yếu là hấp dẫn những người khác tăng lên đẳng cấp hạ bốn tầng cùng trên bốn tầng nhưng thật ra là đồng dạng đồng dạng là phòng tu luyện phòng đấu giá lấy vật đổi vật giao đấu trận cùng tiêu khiển giải trí chỉ bất quá cấp bậc muốn so trên bốn tầng cao hơn đến không ít trên bốn tầng là vì kiếm lấy những người này thần thạch cùng tài nguyên mà xuống bốn tầng là vì hấp dẫn chân chính có thực lực có tiềm lực người. Từ tiêu giao thuyền tồn tại đến nay, tiến vào hạ bốn tầng người, cơ hồ không có tại rời đi. Mà những người này, dần già, cũng đều sẽ gia nhập tiêu giao thuyền, trở thành tiêu giao thuyền thành viên. Bởi vì chỉ có thành viên, bọn hắn mới có thể không hạn chế hưởng thụ hạ bốn tầng tất cả phúc lợi. Nghe đến đó, Trần Trường An cũng coi là minh bạch, trên bốn tầng làm ăn, hạ bốn tầng kéo nhân tài. Bất quá, có thể đem tất cả tiến vào hạ bốn tầng người toàn bộ mời chào đây là trần trường an có chút không nghĩ tới cam rỗ lớn như vậy sao chủ nhân ngài năm đó chế tạo phòng tu luyện ở bên trong tu luyện tốc độ là ngoại giới gấp trăm lần ngài cảm thấy vẻn vẹn là cái này một cái phòng tu luyện liền để bao nhiêu người vô pháp cự tuyệt nếu như là hạng nhất hộ khách bọn hắn cần thanh toán đại lượng thần thạch mới có thể tiến vào bên trong tu luyện nhưng nếu là chính chúng ta người miễn phí như thế vẫn chưa đủ sao tu luyện là một cái bất luận kẻ nào cũng không có cách nào cự tuyệt sự tình đối với người tu luyện mà nói tăng thực lực lên mãi mãi cũng là trọng yếu nhất sự tình như thế cũng tốt vậy kế tiếp liền vất vả ngươi tiếp tục giúp ta trông coi tiêu giao thuyền chủ nhân đây là nô tỳ chuyện nên làm nếu không phải ngài cũng không có nô tỳ hôm nay đối mặt trần trường an hồng sương nhìn như biểu hiện mười phần nhẹ nhõm nhưng nàng nhìn về phía trần trường an ánh mắt ngoại trừ cảm kích bên ngoài còn có kính sợ cùng sùng bái mặc kệ trần trường an thực lực hôm nay như thế nào tại hồng sương trong lòng trần trường an chỉ là nàng chủ nhân là cho nàng cái này một thân thực lực ân nhân chủ nhân các ngươi muốn đi cái gì địa phương phong long giới vực phong long giới vực chúng ta tiêu giao thuyền lần này phải đi ngang qua địa phương giống như cũng không có phong long giới vực bất quá trước mắt lộ tuyến có thể đưa các ngươi một đoạn không bằng trong khoảng thời gian này trước lưu tại tiêu giao thuyền bên trong cũng tốt vừa vặn sử dụng nơi này phòng tu luyện mọi người tăng lên một cái tu vi ta hiện tại cũng làm người ta đi an bài lời còn chưa dứt hồng sương thân ảnh nhất tránh đã biến mất vô tung vô ảnh mà trần trường an lúc này mới nhớ tới đại hoàng đâu bị chính mình một cước đá bay về sau đại hoàng làm sao không có trở về các ngươi trải qua sao các ngươi gặp qua sao các ngươi có thể hiểu được sao không các ngươi cái gì đều không biết rõ các ngươi cái gì cũng đều không hiểu ta nói với các ngươi đừng nhìn các ngươi lưu tại nơi này mỗi ngày thư thư phục phục không có việc gì nhưng các ngươi không có ta sống được đặc sắc thực lực các ngươi mạnh hơn ta thì thế nào các ngươi còn không phải phải ở lại chỗ này làm một cái sủng vật ta liền không đồng dạng ta là ta đại ca linh vật so sủng vật có thể lợi hại hơn nhiều không phục các ngươi có cái gì không phục các ngươi có đại ca sao chỉ thấy đại hoàng đứng tại một khối cự thạch phía trên nhìn xem chu vi thần thú bắt đầu khoe khoang như thế một chút thời gian không gặp, tên vương bát đản này liền bắt đầu chơi lên nghề cũ, cùng hắn nói là người kể chuyện, không bằng nói là trang bức chó. Nghĩ trước đây, đừng suy nghĩ, có thể hay không làm chút chính sự. Đại hoàng chính chuẩn bị tiếp tục chậm rãi mà nói, lại bị Trần Trường An đánh gãy. Đại ca, ta đây không phải là cùng mọi người tâm sự, thuận tiện cho chúng nó nói một chút chúng ta trước đó quang huy tuế nguyệt, để bọn chúng hâm mộ hâm mộ. Đại hoàng hấp tấp chạy đến Trần Trường An bên người, cười đùa tí từng nói ồ thật sao ta còn tưởng rằng ngươi coi trọng đầu kia kỳ lân nữa nha vừa rồi không trả lại cho người ta vứt mị nhãn đó sao ngươi không phải không muốn tình yêu sao bây giờ nghĩ thông trần trường an trêu chọc nói đại ca lời ấy sai rồi ta đây là tại biểu hiện ra mị lực của mình mị lực ngươi biết hay không tình yêu tình yêu là cái gì bất quá là vì chỉ chốc lát vui thích thôi ta muốn là cho tất cả thụ thương cô nương một cái ấm áp dựa vào, một cái bền chắc cánh tay, an ủi các nàng thụ thương tâm linh, đây là sứ mệnh của ta. Ta là một cái lãng tử, lãng tử làm sao có thể vì một lát vui thích mà đình chỉ chính mình tiến lên bước chân, từ bỏ sứ mạng của mình đâu. Đại ca, ta, à, tịch mịch à. Đại hoàng đứng dậy, hai đầu chân trước đeo tại sau lưng, sừng sốt để nó giả ra một bộ, thế nhân không hiểu ta, cô đơn tịch mịch lạnh cảm giác. Nếu không, thiến đi. Mục phân giao đột nhiên một câu, dọa đến đại hoàng toàn thân lắc một cái đại tẩu đừng à ta chính là nhìn một chút kiểm tra ta cũng không có làm khác à ta rất thuần khiết thuần khiết nghe nói như thế mục phân giao cũng là cười lạnh một tiếng từ trên xuống dưới từ trong tới ngoài đại hoàng chỗ nào có thể cùng thuần khiết hai chữ này dính vào bên cạnh trần trường an cũng lười phản ứng đại hoàng mà là hướng về đạp nguyệt đi tới nơi này cái khác thần thú đều đang nghe đại hoàng chậm rãi mà nói duy chỉ có đạp nguyệt chính mình đợi ở phía xa đối tất cả mọi chuyện đều thờ ơ cũng không có hứng thú làm trần trường an đến gần một khắc này đạp nguyệt lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu hướng về trần trường an nhìn sang chỉ bất quá ánh mắt bên trong không có bất kỳ tâm tình chập chờn ngươi còn nhớ ta không trần trường an hỏi nghe được trần trường an đạp nguyệt khẽ gật đầu một cái ngươi vì cái gì không nói lời nào đạp nguyệt lắc đầu trần trường an cũng là nhíu mày chẳng lẽ sẽ không nói chuyện cũng không hẳn là à, Hồng Sương là thần tôn cảnh giới, thần tướng về sau, theo thứ tự là thần quân, thần vương, thần hoàng, thần tôn, thần đế, liên nàng đều nói đạp nguyệt thực lực rất mạnh, làm sao lại không cách nào mở miệng nói chuyện. Không muốn nói, vẫn là không thể nói. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 684. Gật đầu, lắc đầu, đạp nguyệt cử động, để chân trường an cũng có chút nghi hoặc. Gật đầu ý tứ, chẳng lẽ là không muốn nói, mà lắc đầu là trả lời câu kia không thể nói. Ngươi không muốn nói chuyện, đúng không? Trần Trường An hỏi. Gật đầu, gặp Đạp Nguyệt là không muốn nói chuyện, cái này Trần Trường An cũng có chút không nghĩ ra, đã có thể nói, vì cái gì không nói đâu. Tính cách như thế quái gở sao? Không phải là có cái gì tâm lý phương diện tật bệnh à? Ta đây, tinh thông y thuật. Tuy nói không quá am hiểu tâm lý phương diện, nhưng ta cảm thấy ta có cần phải cho ngươi trị một chút. Đến, nói ra phiền não của ngươi, để cho ta tới giúp ngươi giải quyết trần trường an vừa cười vừa nói lời này vừa nói ra đạp nguyệt có chút bất đắc dĩ nhìn trần trường an một chút ánh mắt kia phảng phất tại nói ngươi nha có bị bệnh không lão tử đều nói không muốn nói chuyện ngươi mẹ nó còn để cho ta nói ra phiền não có thể nói ra đến kia mẹ nó còn có phiền não rồi sao truyền âm cũng được người khác nghe không được ta cho ngươi giữ bí mật trần trường an vừa cười vừa nói truyền âm nghe nói như thế Đạp Nguyệt ánh mắt xuất hiện vẻ do dự, tựa hồ đang suy nghĩ, đến tột cùng muốn hay không truyền âm. Đói thuyết cáp mộc tốt đỉnh. Hà nó, vừa mới nói cái gì? Đạp Nguyệt một câu nói kia, trực tiếp để Trần Trường An sững sờ ngay tại chỗ. Trần Trường An nghe ra, Đạp Nguyệt tiếng nói là nữ hài tử thanh âm, mà lại có thể nói, thanh âm vô cùng dễ nghe. Có thể nói ra, Trần Trường An không có cách nào tưởng tượng một cái như thế êm tai thanh âm linh hoạt kỳ ảo, vậy mà nói chuyện khẩu âm nặng như vậy nhưng trần trường an vẫn là phân biệt ra nó nói hẳn là ta nói chuyện không dễ nghe mộc tốt đỉnh cũng không có sự tình nhiều lời một a à liền tốt ngươi vì cái gì nói chuyện là như thế này ngữ điệu năng lực học tập của ngươi kém như vậy sao sẽ không bắt chước chúng ta nói chuyện ngữ điệu trần trường an hiếu kỳ hỏi đói ra hương nhưng là đói chính là tiêu không ra chính là trần trường an cuối cùng là minh bạch vì cái gì đạp nguyệt thấp như vậy điều như thế không thích sống chung đại hoàng có phải hay không cô đơn tịch mịch lạnh Trần Trường An không biết rõ, nhưng đạp nguyệt, tuyệt đối là cô đơn tịch mịch lạnh. Nhiều năm như vậy, nó đến nghẹn dạng gì à, không dám nói câu nào. Cái này nếu là đổi đại hoàng, đoán chừng đã sớm tìm một gốc lịch ra cái cổ cây treo cổ. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ ly khai tiêu giao thuyền, ngươi theo ta đi. Về sau ngươi nếu là muốn nói chuyện, liền trực tiếp cho ta truyền âm là được. Nhiều lời nói, không cho phép ngươi cái này nói chuyện khẩu âm liền thay đổi đây. Nghe được Trần Trường An, Đạp Nguyệt nhẹ gật đầu, đối với muốn cùng Trần Trường An cùng một chỗ ly khai chuyện sự tình này, rất tự nhiên liền tiếp nhận. Nê Ngân Trấn Hảo. Ừm, Hảo, đặc biệt Hảo. Đơn giản trao đổi vài câu, Trần Trường An từ Đạp Nguyệt ánh mắt bên trong thấy được ý cười. Nhìn ra được, Đạp Nguyệt cũng muốn có bằng hữu, chỉ tiếc, miệng của nó âm, để nó mười phần tự ti, cho nên tình nguyện chính mình trốn ở nơi hẻo lánh, cũng không muốn nói chuyện, để tránh bị chế giễu. Cùng lúc đó, Hồng Sương bên kia cũng đã an bài thỏa đáng. Trần Trường An mang theo mục vân giao các nàng trực tiếp tiến vào trong phòng tu luyện, mà Tề Nguyên Hạo cũng là dính Trần Trường An ánh sáng, có được một gian thuộc về mình phòng tu luyện. Những này là người nào? Bọn hắn làm sao tiến vào mấy cái kia phòng tu luyện? Không biết rõ, mà lại ta còn nghe nói, đây là Tôn Thượng an bài. Tôn Thượng tự mình an bài. Không sai. Xem ra, những người này lai lịch bất phàm à, nếu không làm sao lại kinh động Tôn Thượng? không rõ ràng, đừng quản những thứ kia, dù sao cũng không ảnh hưởng tới chúng ta. Chỉ chớp mắt, thời gian 10 năm đi qua, làm Trần Trường An một đoàn người từ phòng tu luyện đi ra một khắc này, mỗi người đều chiếm được tăng lên không nhỏ. Lần này tu luyện, so ra mà nói, Trần Trường An tăng lên tốc độ là nhanh nhất, tăng lên tới địa thần cảnh đỉnh phong cảnh giới. Mà Mục Vân Giao, chẳng qua là từ chân thần cảnh tam trọng, tăng lên tới chân thần cảnh đỉnh phong, cự ly thần tướng cảnh giới, còn có một số cự ly. Đại hoàng bọn chúng ba cái, thì là tăng lên tới chân thần cảnh cửu trọng. Về phần tề nguyên hạo, cứ việc có phòng tu luyện gia trì cũng bất quá là tăng lên hai tầng tu vi. Ta còn tưởng rằng lần này tu luyện có thể trực tiếp đột phá đến thần tướng cảnh giới. Xem ra, phía sau tu vi còn lâu mới có được phía trước dễ dàng như vậy tăng lên. Mục phân giao có chút tiếc nuối nói. Đây là bình thường. Chúng ta phải tốc độ tu luyện đã để rất nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ. Đi thôi, chúng ta cũng hẳn là ly khai. Trần Trường An sở dĩ để mọi người kết thúc tu luyện chính là đạt được hồng xương truyền âm. Bây giờ Tư Giao thuyền đi chạy lộ tuyến đã nhanh muốn trạch hướng Trần Trường An chỗ đi phong long giới vực. Lúc này Hồng Sương đã mang theo Đạp Nguyệt thật sớm chờ ở ly khai Tư Giao thuyền cửa ra vào chỗ. Nhìn thấy Trần Trường An một đoàn người tới, vội vàng tiến lên mấy bước, vừa cười vừa nói: Chủ nhân nghèo nhà giàu đường, nơi này có chút tài nguyên, ngài liền thu đi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hà nghèo nhà giàu đường. Lời này quen tai à, trước đó đều là Trần Trường An tán tài, lúc này rốt cục đến phiên chính mình thu hoạch rồi. Trần Trường An đương nhiên sẽ không khách khí với Hồng Sương, dù sao cái này tiêu giao thuyền hút tài năng lực, Trần Trường An là được chứng kiến. Chính mình kia 500 triệu trung phẩm thần thạch, nói nuốt liền nuốt. Vậy ta liền không khách khí với ngươi. Chủ nhân không cần phải khách khí. Chủ nhân, khối này lệnh bài ngài cầm, đây là thân phận ngài biểu tượng. Nếu là ở bên ngoài đụng phải tiêu giao thuyền thành viên, có thể phân phó bọn hắn làm bất cứ chuyện gì. Còn có, cái này lệnh bài bên trong có linh hồn của ta thần thức. Ngài nếu là muốn truyền lại tin tức gì, có thể cùng bên trong linh hồn thần thức câu thông, ta bên này sẽ biết đến. Trần Trường An tiếp nhận ngọc bài về sau, tại hồng xương lưu luyến không rời ánh mắt bên trong, ly khai tiêu giao thuyền. Vẫn là ta đến không chế sao. Tề Nguyên Hạo nhìn xem Trần Trường An hỏi. Không cần. Ngươi nói cho ta cụ thể vị trí liền tốt. Hiện tại cự ly phong long giới vực vẫn còn rất xa. Trần Trường An hỏi. Cũng không xa, 5 năm tả hữu thời gian đi. Tề Nguyên Hạo nói. Vậy vẫn là ta tới đi. Tranh thủ mau chóng đến phong long giới vực. Trần Trường An lần này muốn chính mình tự mình khống chế Phi Chu, bởi vì Phi Chu có chút công năng, chỉ có Trần Trường An mới có thể sử dụng. Ngoạ tào Nhanh như vậy. Tề Nguyên Hạo lúc này một mặt khiếp sợ nhìn xem Trần Trường An, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này phi chu tốc độ vậy mà như thế cấp tốc. Thậm chí đã không thể dùng cấp tốc để hình dung, cái này mẹ nó, là thuấn gì à? Trần Trường An phi chu, lại còn có năng lực như vậy. Không cần 5 năm. Cái tốc độ này một mực tiếp tục giữ vững, nhiều nhất một năm liền có thể đến. Tề Nguyên Hạo có chút hưng phấn nói. Ni, cho chuyện sẽ chứ sao? Một bên khác, đại hoàng tiện như vậy nhìn về phía đạp nguyệt, lại đổi lấy đạp nguyệt một cái liếc mắt. Cô nàng này, Giáng dấp còn trách hàng hái đúng vậy. Ẩm, đạp nguyệt thật sự là không quen nhìn đại hoàng cái này hèn mọn dáng vẻ, trực tiếp một móng đem đại hoàng đá bay ra. Đồng thời, còn kèm theo bi thảm tiếng chó sủa. Ngao ngao ngao. Một năm sau, nương theo lấy đại hoàng lần nữa chuyển đến tiếng kêu thảm thiết, Trần Trường An Phi Chu rốt cục tiến vào phong long giới vực bên trong. Tề Nguyên Hạo, tiếp xuống, phải nhờ vào ngươi dẫn đường. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 685 nghe đồn rằng thần mạch ngay tại phong long giới vực nhưng cụ thể rơi xuống cho tới nay đều hiếm ai biết tề gia không biết rõ từ cái gì địa phương ngẫu nhiên thu được thần mạch một chút tin tức hơn nữa có thể đại khái xác định hắn vị trí tề nguyên hạo thân là tề gia người tự nhiên cũng là biết rõ chuyện này bây giờ đến phong long giới vực muốn tìm được cụ thể vị trí cũng chỉ có thể dựa vào tề nguyên hạo nhưng mà tề nguyên hạo nghe được trần trường an lại mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ nhìn thấy vẻ mặt này Trần Trường An không khỏi nhướng mày, cái này tiểu tử chỉ biết rõ tin tức, không biết rõ cụ thể vị trí. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi không biết rõ cụ thể vị trí ở nơi đó. Trần Trường An cau mày hỏi. Ta không phải đã nói, tề gia cũng chỉ là biết rõ một cái đại khái vị trí. Mà lại qua nhiều năm như vậy, tề gia phái rất nhiều người tìm kiếm, nhưng không có tìm được. Bất quá đại khái phạm vi vẫn là biết đến. Thế nhưng là, ta không xác định tề gia nắm giữ tin tức là thật là giả à. Tề Nguyên Hạo trước đây sở dĩ nói nhiều như vậy, cũng là lo lắng Trần Trường An sẽ đối với hắn làm cái gì, trước tiên đem mệnh bảo vệ đến lại nói. Bây giờ thật đến Phong Long giới vực, Tề Nguyên Hạo tự nhiên cũng không có khả năng lại tiếp tục giả bộ hồ đồ. Là thật là giả, hắn là thật không rõ ràng. Tề Nguyên Hạo có chút thấp thỏm nhìn xem Trần Trường An, lại phát hiện Trần Trường An cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì tức giận cảm xúc, cái này khiến Tề Nguyên Hạo trong nháy mắt dễ dàng không ít. Ngươi nói, ta đều biết rõ. Ý của ta là để ngươi trước dẫn đường đi các ngươi chỉ cái kia khu vực. Đến thời điểm, đến tột cùng có hay không, chúng ta đang tra nhìn liền tốt. Phong long giới vực nhiều người như vậy, tìm lâu như vậy thần mạch đều không có manh mối, không có khả năng các ngươi tề ra thật đơn giản đã tìm được. Gặp Trần Trường An nói như vậy, tề nguyên hạo triệt để nới lỏng một hơi, sau đó vừa cười vừa nói, tốt, ta hiện tại liền. Lời còn chưa nói hết, tề nguyên hạo đột nhiên sững sờ, bởi vì hắn đã nhận ra một chút quen thuộc khí tức. Tề ra người. Xem ra, các ngươi tề gia người, thật sự chính là có chút tâm nhãn. Đây là chuyên môn tại nơi này chờ lấy ngươi đây." Trần Trường An cười nhạt nói. "Xem ra, Tề gia tinh nhuệ cũng đã đều đến Phong Long giới vực. Bọn hắn so chúng ta trước một bước." Tề Nguyên Hạo cau mày nói. "Có thời điểm, trước một bước trễ một bước đều không trọng yếu, trọng yếu là ai có thể trở thành sau cùng bên thắng." Trần Trường An cười nhạt nói. Hai người đang khi nói chuyện, Tề gia hơn 10 người đã xuất hiện đem Trần Trường An phi chu vây quanh. Không thể không nói, Tề gia đối Tề Nguyên Hạo thật đúng là rất nặng xem, vậy mà phái ra 5 vị thần tướng đỉnh phong, còn lại cũng toàn bộ đều là thần tướng cảnh cường giả. Đội hình như vậy dùng để đối phó Tề Nguyên Hạo, ít nhiều có chút đại tài tiểu dụng. Tề Nguyên Hạo, ngươi cái này Tề gia phản đồ, lão tổ liền biết rõ, ngươi nhất định sẽ cấu kết ngoại nhân đến cướp đoạt chúng ta Tề gia bảo vật. Chúng ta đã tại nơi này chờ ngươi rất lâu. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi các ngươi tề ra bảo vật. Cái này tề ra người thật đúng là có ý tứ, bảo vật này còn chưa tới tay đây, liền đã nhận định là nhà các ngươi đúng không? Phản đồ. Ha 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 ha. Không tệ, ta chính là tề ra phản đồ, có thể vậy thì thế nào? Còn không phải bị các ngươi ép. Ta không phải là đối thủ của các ngươi, có thể các ngươi tựa hồ quên, ta không phải một người tới. Vị này, kiếm nguyên giới vực đệ nhất cường giả, có được vô địch chi tư, đừng nói tề ra, chính là thần đế tới, cũng phải quỳ đi tề nguyên hạo cái này phách lối bộ dáng để trần trường an đều là sững sờ cái này tiểu tử làm sao so với mình còn cuồng ta cùng đại hoàng học tề nguyên hạo nhỏ giọng nói một câu đi theo đại hoàng quả nhiên học không đến cái gì tốt đồ chơi ủng chán bang mang bổ đúng lúc này trần trường an nghe được đạp nguyệt cho mình truyền âm bổ dùng nê ngân trấn hảo ngạch bổ hệ ngân phi trần trường an phát hiện chính mình truyền âm thời điểm chẳng những không có cải biến một cái đạp nguyệt khẩu âm, ngược lại bất tri bất giác ở giữa, bị đạp nguyệt cho mang lệch. Kiếm nguyên giới vực đệ nhất cường giả. Ngươi chính là cái kia Trần Trường An. Ngươi không chết. Tề ra đám người lúc này nhìn về phía Trần Trường An ánh mắt đều là tràn đầy sát ý. Trần Trường An không chết, như vậy chỉ có một khả năng, tề ra phái đi kiếm nguyên giới vực người, bị Trần Trường An giết. Một cái nho nhỏ kiếm nguyên giới vực, vậy mà thật tồn tại dạng này cường giả sao. Trước đây tề ra chia binh hai đường, ba tên thần tướng cường giả tối đỉnh tiến về kiếm nguyên giới vực đánh giết trần trường an tìm kiếm tề nguyên hạo mặt khác một đường tất cả tinh nhuệ toàn bộ xuất phát đi tới cái này phong long giới vực bọn hắn so trần trường an đến sớm hơn 10 năm thời gian bất quá vì để phòng vạn nhất vẫn là lưu lại một số người tại nơi này chờ đợi tề nguyên hạo được rồi đối phó các ngươi còn không đáng đến ta xuất thủ tu luyện lâu như vậy các ngươi cũng hẳn là luyện tay một chút trần trường an cười nhạt nói các ngươi Ai? Khi thấy Mục Vân Giao cùng đại hoàng bọn chúng ba cái thời điểm, tề ra tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Một cái chân thần cảnh đỉnh phong, hai cái chân thần cảnh cửu trọng, còn có một cái, không có tu vi. Chỉ bằng mấy cái này hàng, giống như muốn đối phó bọn hắn nhiều người như vậy. Ha 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 ha. Buồn cười, đơn giản buồn cười. Trần Trường An, ngươi là để các nàng tới chịu chết sao? Bất quá cũng tốt, giải quyết các nàng về sau, sẽ giải quyết ngươi. Ngươi cũng đừng quá gấp. Lời còn chưa dứt, người nói chuyện chỉ cảm thấy một đạo bóng người hiện lên, sau một khắc, người đã không có bất kỳ chi giác. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, tề ra đông đảo cường giả cũng không khỏi đến chấn động trong lòng. Tốt, thật mạnh. Đây chính là thần tướng cảnh đỉnh phong. Ha ha, mục phân giao một tiếng cười lạnh, phảng phất đóng băng ở đây tất cả tề ra nội tâm của người. Miểu sát, chân thần cảnh đỉnh phong, dây sát thần đem cảnh đỉnh phong. Cái này sao có thể? Nàng làm sao có thể mạnh như vậy? Mục phân giao cũng không có cho những người này quá nhiều suy nghĩ thời gian, đồng dạng, đại hoàng bọn chúng cũng không có. Oanh, oanh, oanh. Theo không ngừng mà tiếng vang truyền đến, tề ra hơn 10 vị cường giả, bất quá trong chốc lát, cũng đã bị chém giết chồng không. Tề Nguyên Hạo nhìn xem một màn này, cũng không thể không cảm khái, đi theo Trần Trường An bên người mặc kệ là người hay là chó vẫn là con rùa, đều là biến thái. Thế nào? Cảm thụ như thế nào? Trần Trường An cười hỏi, còn không tệ, thần tướng cảnh đỉnh phong so ta tưởng tượng yếu nhược một điểm. Bất quá, chủ yếu vẫn là cái này hai kiện thần khí công lao. Ta cảm thấy, ta chân thực chiến lực hẳn là có thể cùng thần quân tam trọng đến ngũ trọng cảnh giới người đối chiến mà không bại. Lại cao hơn, hẳn là liền không có biện pháp chiến thắng. Mục Vân Giao sau khi suy nghĩ một chút nói, lấy chân thần cảnh đỉnh phong chi cảnh đối với chiến thần quân cảnh tam trọng đến ngũ trọng bất bại chiến lực như vậy liền xem như phóng nhãn toàn bộ vạn cổ thần vực, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có thể so với được. Ba người các ngươi đâu? Đại ca, cái gì cũng đừng nói, chính là một chữ, thống khoái. Đại hoàng vừa cười vừa nói. Ừm, đây không phải là hai chữ sao? Tiểu khâu dẫn nghi ngờ hỏi. Đều, không có tranh lệch. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 686. Tiền bối, bây giờ tề gia đã so chúng ta đến sớm lâu như vậy chúng ta cũng sớm một chút đi đường đi nói không chừng tề gia bên kia đã tìm tới đầu mối gì tề nguyên hạo có chút lo lắng nói cái này thần mạch bên trong bảo vật ai cũng có thể đạt được nhưng tề nguyên hạo không nguyện ý nhất nhìn thấy chính là tề gia người tìm tới thần mạch nhưng mà nghe được tề nguyên hạo trần trường an lại chỉ là cười cười nếu quả như thật tìm được thần mạch bọn hắn liền sẽ không lưu tại nơi này tề gia hẳn là còn không có tìm tới thần mạch chân chính vị trí Trần Trường An vừa cười vừa nói. Nghe được Trần Trường An, Tề Nguyên Hạo đầu tiên là sững sờ, sau đó lúc này mới kịp phản ứng. Nếu như Tề Gia thật tìm được cụ thể vị trí, như vậy thì không cần lại bận tâm Tề Nguyên Hạo, sẽ đem Tề Gia tất cả mọi người tập trung lại tiến vào thần mạch bên trong. Nghĩ tới đây, Tề Nguyên Hạo cũng là nới lỏng một hơi, sau đó cũng không có nhiều lời nói nhảm, mà là trực tiếp điều khiển phi chu. Căn cứ Tề Gia nắm giữ tin tức, thần mạch hẳn là tại phong long giới vực Tây Nam phương hướng cái kia địa phương gọi đất minh vực. Nhưng là cái này minh vực phạm vi rất lớn, chúng ta sau khi tới, chỉ sợ cũng cần đánh trước nghe một cái tin tức mới được. Tề Nguyên Hạo nhìn xem Trần Trường An nói. Minh vực. Được, vậy trước tiên tới đất minh vực lại nói. Phong long giới vực rất lớn, xa so với kiếm nguyên giới vực lớn, có thể Trần Trường An chế tạo phi chu tốc độ cực nhanh, bất quá hơn một tháng thời gian, cũng đã đi tới minh vực. Lấy cảm giác của ngươi, có thể phát giác được tề ra người rơi xuống sao trần trường an nhìn xem tề nguyên hạo hỏi trước mắt không có cảm ứng được tề ra người khí tức khả năng bọn hắn cự ly chúng ta vẫn còn có chút xa chúng ta sau đó phải làm thế nào tề nguyên hạo nhìn xem trần trường an hỏi đi thôi tìm địa phương trước nghỉ một chút thuận tiện nghe ngóng một cái gần nhất minh vực có chuyện gì hay không phát sinh tề ra tới nhiều người như vậy không có khả năng không có bị người phát giác được được thánh đường thần triều hắc hổ thành làm thánh đường thần chiếu biên cảnh thành trì, hắc hổ thành lui tới rất nhiều người, cũng là cự ly Trần Trường An bọn hắn gần nhất một tòa cỡ lớn thành trì. Trần Trường An một đoàn người mới vừa vào thành, liền phát hiện cái này hắc hổ thành tựa hồ mười phần náo nhiệt, chu vi tiếng nghị luận càng là không ngừng. Ta ưa thích, ta quá thích. Đại ca, cái này địa phương nhiều người, tin tức cũng nhiều, ta đi cấp ngươi hỏi thăm một chút tin tức đi. Sau khi vào thành đại hoàng, rõ ràng trở nên phấn khởi. Mà đại hoàng vừa mới chuyển thân muốn đi, Liên bị Trần Trường An nắm lấy cổ sách lên. Ngươi là muốn đi đánh cho ta nghe tin tức sao? Đừng cho là ta không biết rõ, ngươi tiến đến liền để mắt tới tây bắc biên nhà kia hoa nhạc phường. Cho ta thành thành thật thật đợi, ta không có cho phép trước đó, cũng là không được đi. Nghe được Trần Trường An, Đại Hoàng một mặt nghiêm chỉnh nói, Đại ca, ngươi làm thật sự cho rằng ta là đi hưởng thụ sao? Hoa nhạc phường loại này địa phương, ngươi long hỗn tạp, hạng người gì đều có, hạng người gì đều đi người ở bên trong nhất ưa thích làm chính là sự tình gì nói khoác à cùng những cô nương kia nói khoác cho nên các nàng có phải hay không sẽ nghe được rất nhiều người không nghe được tin tức ngươi đến minh bạch ta dụng tâm lương khổ là một tên thâm niên khách làng chơi đại hoàng là am hiểu sâu đạo trần trường an cũng không thể không thừa nhận đại hoàng mặc dù không đáng tin cậy nhưng nó nói những lời này xác thực có mấy phần đạo lý hoa nhạc phường loại này địa phương ngược lại là thật sự có thể hỏi thăm ra đến một chút tin tức Đại ca, ta cảm thấy, chúng ta chia binh hai đường thế nào? Ta mang theo tiểu khâu dẫn cùng nhất đà đi hoan nhạc phường. Ngươi mang theo đại tẩu đi cái khác địa phương nghe ngóng tin tức. Nghe được đại hoàng, tiểu khâu dẫn cùng nhất đà đều là chảy xuống cảm động đến nước bọt, không hổ là tốt đại ca, cái này thời điểm cũng không có quên giữa bọn hắn thâm hậu tình nghĩa. Người huynh đệ này, đang ra kết giao à? Cái kia, nếu không ta cũng đi theo đại hoàng đi thôi. Bất quá ta trước đó tuyên bố à, ta cũng không phải vì đi hoa nhạc phường tiêu giao khoái hoạt, ta là sợ đi theo hai người các ngươi xấu hổ. Huống hồ, dù sao cũng phải có người mang theo mới được. Ngài nói có phải hay không? Tề Nguyên Hạo ở một bên vội vàng nói. Trần Trường An bất đắc dĩ nhìn mấy người bọn hắn một chút, sau đó lại nhìn một chút Mục Vân Giao. Để bọn chúng đi thôi, đừng biệt xuất bệnh tới. Mục Vân Giao cười lạnh nói. Đại Tẩu, người của ngươi thật tốt. Hắc hắc hắc, các huynh đệ, xuất phát. Chờ ta một chút ba người các ngươi chờ ta một chút. Ta nói với các ngươi, cái này hoan nhạc phường à, là có môn đạo, các ngươi cái gì cũng đều không hiểu, tiến vào không chơi được tốt. Nha, ngươi còn hiểu cái này. Cho cười, ai không biết rõ ta tề nguyên hạo, người đưa ngoại hiệu, sung sướng công tử. Được, ngươi cái này huynh đệ ta giao định, đi, ngươi dẫn đầu. Yên tâm đi, can đoan không cho các ngươi thất vọng. Nhìn xem tề nguyên hạo cùng đại hoàng bọn chúng bóng lưng rời đi, mục phân giao bất đắc dĩ hít một hơi trần trường an bên cạnh ngươi làm sao tất cả đều là chút lão khách làng chơi ngươi có thể hay không giải thích một cái đây là có chuyện gì nghe nói lời ấy trần trường an cũng là nghiêm sắc mặt nói đây là trùng hợp tuyệt đối là trùng hợp ta thế nhưng là chính nhân quân tử người đưa ngoại hiệu thành thật đáng tin tiểu lang quân ta nhưng cho tới bây giờ không đi loại này địa phương điểm này ngươi là biết đến mục phân giao nghiêm túc nhìn trần trường an một chút cũng tịnh chưa hề nói thứ gì dù sao nàng cũng rõ ràng trần trường an xác thực không ưa thích hoan nhạc phường loại này địa phương nồi lớn nạp đề phòng can ngựa giọt đạp nguyệt đột nhiên truyền âm để trần trường an cũng là xứng sở nó thế mà cũng tò mò cái này kia địa phương ngươi không đi được uy ngựa bùn nuôi ngựa bùn còn mẹ nó cho ăn con lửa đây đây không phải là cái gì tốt địa phương mà lại không thích hợp bất luận cái gì giống cái sinh vật ngươi liền thành thành thật thật đợi đi đừng mò mẫm hiếu kỳ chán từ đau mệt mỏi. Ai? Mệt mỏi quá. Trần Trường An đột nhiên có chút hối hận cùng Đạp Nguyệt triển khai lần thứ nhất đối thoại. Cái này Đạp Nguyệt từ khi tìm được một cái chỗ tháo nước về sau, không có việc gì tìm Trần Trường An nói chuyện phiếm. Thế nhưng là mỗi một lần nói chuyện trời đất quá trình, Trần Trường An đều cảm giác rất mệt mỏi. Thật có chút nói lại không thể nói, vạn nhất tổn thương Đạp Nguyệt kia tâm linh nhỏ yếu làm sao bây giờ. Trường An, ngươi nhìn bên kia. Nghe được Mục Vân Giao, trần trường an hướng về nơi xa nhìn lại chỉ thấy một cái thiếu niên lúc này đang bị một đám người vây đánh thằng danh con dám ở ra ra ngươi cái này trộm đồ vật ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi đức hạnh ngươi tính cái gì đồ vật lão tử hôm nay liền ngay trước mặt đại gia hỏa hung hăng giáo huấn ngươi một chút dứt lời người kia liền muốn trực tiếp động thủ nhưng mà sau một khắc trần trường an đưa tay chộp một cái kia thiếu niên liền trực tiếp bị trần trường an chộp vào trong tay biến cố bất thình lình, làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ. Má nó, ngươi, cút. Lan chữ vừa ra, một cỗ kinh khủng uy áp từ Trần Trường An trong thân thể bắn ra. Cảm nhận được cỗ uy áp này, chu vi tất cả mọi người là liên tiếp lui về phía sau, nhìn về phía Trần Trường An ánh mắt cũng tràn đầy sợ hãi. Đối mặt Trần Trường An uy áp, nhóm người kia cũng chỉ có thể đủ chật vật chạy trốn. Đa tạ ân công ân cứu mạng. Ngươi, có cố sự đi. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 687. Trần Trường An nhìn chằm chằm kia thiếu niên nhìn thoáng qua, thiếu niên đồng dạng tại nhìn xem Trần Trường An. Trần Trường An đôi mắt kia, phảng phất có thể thấy rõ thế gian hết thảy, để thiếu niên không tự chủ nhẹ gật đầu. "Con người của ta, ưa thích nghe cố sự. Trước đi theo ta đi." Trần Trường An sở dĩ xuất thủ, là bởi vì hắn phát hiện cái này thiếu niên cũng không đơn giản. Bởi vì cái này thiếu niên, vốn hẳn nên chết mới đúng có thể hắn không chỉ không chết, ngược lại sống tiếp được. Trần Trường An nhìn ra được, cái này thiếu niên hẳn là trời sinh thánh cốt, nhưng thể nội thánh cốt bây giờ lại bị người rút ra. Là toàn bộ thân thể bên trong xương cốt toàn bộ bị rút sạch. Theo lý thuyết, bị rút sạch xương cốt toàn thân, liền xem như người tu luyện có thể nương tựa theo cường đại thần lực trèo chống không chết, nhưng cũng sẽ như là một đám bùn nhão. Nhưng cái này thiếu niên, trên thân không có chút nào tu vi, vẫn sống xuống dưới. Chỉ vì, trong thân thể hắn, tựa hồ còn có một đạo không rõ ràng là cái gì năng lượng giúp hắn cưỡng ép trèo trống làm ra một bộ khung xương. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể như là người bình thường. Trần Trường An cùng Mục Vân Giao tìm một cái khách sạn, điểm một bàn đồ ăn, lại trợ giúp kia thiếu niên đơn độc muốn một cái phòng. Rửa mặt một phen về sau, kia thiếu niên cũng là kiếm vũ tinh lông mày, anh Tuấn bất phàm. Chỉ bất quá, tựa hồ hơi có vẻ khẩn trương. Không cần khẩn trương, ăn trước điểm đồ vật đi. Trần Trường An cười nhạt nói vâng ân công nghe được trần trường an kia thiếu niên lúc này mới ngồi tới nhưng nhìn xem đầy bàn mỹ thực cũng không có vội vã đi ăn vì sao muốn cứu ta thiếu niên suy tư một lát vẫn là hỏi trong lòng mình nghi hoặc hai người vốn không quen biết hắn không minh bạch người trước mặt này tại sao muốn cứu mình thật chỉ là vì nghe cố sự sao hiếu kỳ ngươi vốn phải là một người chết mới đúng có thể ngươi sống tiếp được trên người ngươi thành cốt là bị người nào tước đoạt Trần Trường An hiếu kỳ hỏi. Trần Trường An, để thiếu niên không khỏi toàn thân chấn động, Trần Trường An thực lực mạnh như vậy, có thể nhìn thấy thân thể của hắn tình huống rất bình thường. Nhưng không có nghĩ đến, Trần Trường An thậm chí ngay cả mình đã đã mất đi thánh cốt cũng nhìn ra được. Ta, ta nguyên bản xác thực đã chết, nhưng không biết rõ vì sao, ta lại còn sống xuống tới. Ta bản danh Hạ Kiệt, là là Thánh Đường thần triều 15 hoàng tử. Hạ hoàng tử? Cái này Hạ Kiệt cái thân phận này Trần Trường An ngược lại là không nghĩ tới, thân là hoàng tử, bây giờ lại rơi đến kết cục như thế. Cho nên, tước đoạt ngươi thánh cốt, chính là thánh đường thần triều trong hoàng tộc người. Trần Trường An hỏi, không tệ, là ta tốt phụ thân, thánh đường thần triều đế vương hạ trụ tự mình hạ lệnh tước đoạt thánh cốt, chỉ vì có thể làm cho thái tử hạ thiên có được tốt hơn tiền đồ. Hạ Kiệt ánh mắt bên trong tràn đầy kiêu hận, bị thân sinh phụ thân hạ lệnh tước đoạt thánh cốt, đây là hắn vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng nổi. Đã từng, hắn còn tưởng rằng chính mình rốt cục bởi vì thánh cốt mà đạt được phụ hoàng sủng ái. Thật không nghĩ đến, đây hết thảy, bất quá là vì để tâm hắn cam tình nguyện kính dâng ra bản thân thánh cốt thôi. Làm hạ kiệt cự tuyệt về sau, hạ trụ liền lộ ra diện mục chân thật, trực tiếp hạ lệnh, đem hạ kiệt thánh cốt, sống sơ sơ tức đoạt xuống tới. Cuối cùng càng đem biến thành một bãi bùn nhão hạ kiệt, trực tiếp ném ra ngoài. Chính hạ kiệt cũng không rõ ràng, vì cái gì chính mình còn có thể sống sót, nhưng hắn rất rõ ràng, nếu là bị người phát hiện, hắn sẽ còn bị giết. Rơi vào đường cùng, Hạ Kiệt chỉ có thể một đường đào vong, vốn định trực tiếp ly khai thánh đường thần triều, lại tại cái này Hắc Hổ Thành bị Trần Trường An cứu. Cùng là hoàng tử, đều là thân sinh, thái tử có tiền đồ, vẫn là ngươi có tiền đồ, đều là hoàng thất chi phúc. Có thể ngươi bây giờ lại rơi đến kết cục như thế. Xuất thân vấn đề à? Trần Trường An hỏi. Không tệ. Ta mẫu thân, chỉ là một giới bình dân, trung hợp bị phụ hoàng sủng hạnh, có thai, lúc này mới đắc ý vào cùng. Nhưng là thái tử khác biệt, thái tử mẫu thân, chính là cửu thánh sơn đại tiểu thư, thuộc về gả cho đến hoàng thất. Thái tử là hoàng thất sủng nhi, là thiên tri kiêu tử, mà ta lại là cái gì? Coi như trời sinh thánh cốt lại như thế nào? Đối với hoàng thất mà nói, từ ta ra đời một khắc kia trở đi, chính là vì một ngày kia, có thể đem thánh cốt, chuyển rời đến thái tử trên thân. Cho nên, làm thánh cốt chính thức thành hình kia một ngày, chính là ta tử kỳ cũng may trời không tuyệt đường người bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra ta sống hảo hảo sống tiếp được hạ kiệt cười lạnh nói nghe được hạ kiệt cố sự trần trường an đối với thánh cốt không có gì hứng thú nhưng đối với hạ kiệt có thể phục sinh đồng thời trong thân thể tràn đầy một loại kỳ quái năng lượng chuyện sự tình này cảm thấy rất hứng thú ngươi ăn trước điểm đồ vật đi những chuyện khác chờ ngươi đã ăn xong lại nói trần trường an nhìn ra được hạ kiệt rất đói hẳn là thời gian rất lâu đều không có tốt ăn ngon qua cơm mà Hạ Kiệt tại trải qua phen này trò chuyện về sau, tựa hồ cũng bắt đầu tháo xuống phòng bị tâm, bắt đầu từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn. Một bàn mỹ thực, Trần Trường An cùng Mục Vân Giao một ngụm không nhúc nhích, Hạ Kiệt xem ra cũng liền 15-16 tuổi, lại bị một mình hắn ăn hết sạch. Ăn no rồi, tốt an tâm. Hạ Kiệt sờ lên bụng của mình, hắn đã nhớ không rõ chính mình bao lâu chưa từng ăn qua no như vậy rồi. Loại này an tâm cảm giác, để Hạ Kiệt hết sức thoải mái, đối với Trần Trường An cũng tràn đầy cảm kích không cần phải gấp gáp quỳ. Ta kiểm tra một cái thân thể của ngươi tình huống. Ngươi nguyện ý không? Bởi vì tức đoạt thánh cốt sự tình, Hạ Kiệt thuộc về bị người thân nhất phản bội, cho nên đối với hiện tại Hạ Kiệt mà nói, hắn không nguyện ý tin tưởng bất luận kẻ nào. Hạ Kiệt cẩn thận quan sát Trần Trường An, hắn không rõ ràng đối phương đến tột cùng nhìn chúng chính mình cái gì, mới muốn cứu mình, nhưng tuyệt đối không chỉ là nghe cố sự đơn giản như vậy. Nhưng hôm nay chính mình cũng đã tại tay của đối phương lên, hắn có cự tuyệt năng lực sao? Trần Trường An hỏi thăm cũng đã cho hắn rất lớn mặt mũi. Ngài kiểm tra đi. Hạ Kiệt nhẹ gật đầu. Được. Trần Trường An đi qua, cẩn thận kiểm tra một cái Hạ Kiệt tình huống. Sau khi kiểm tra, Trần Trường An không khỏi cũng là nhíu mày. Cái này tiểu tử thể nội năng lượng đến tột cùng là cái gì? Rất cường thế, mà lại Trần Trường An chưa hề đều chưa từng gặp qua. Cỗ này năng lượng không chỉ trợ giúp Hạ Kiệt tái tạo gân cốt, mà lại cũng để cho thân thể của hắn cơ năng lần nữa trùng sinh nhưng Trần Trường An cảm giác được, đó cũng không phải sinh mệnh chi lực. Sinh mệnh pháp tắc 10 phần cường đại, có thể làm cho người khởi tử hồi sinh, nhưng cùng cỗ này năng lượng nhưng lại hoàn toàn không giống nhau. Sau khi ngươi chết, bị ném vào cái gì địa phương? Trong thân thể ngươi cỗ này năng lượng là về sau hình thành, vẫn là trời sinh tự mang. Trần Trường An nhìn xem Hạ Kiệt hỏi, ta, ta không biết rõ. Ta trước kia xưa nay không biết mình thể nội có dạng này một cỗ năng lượng mà lại sau khi ta chết bị ném vào cái gì địa phương, ta cũng không rõ ràng. Bởi vì ta tỉnh lại lần nữa thời điểm, phát hiện chính mình cự ly hoàng thành rất xa. Rất xa. Cỗ này năng lượng không chỉ cứu được mạng của hắn, chẳng lẽ còn tiễn hắn ly khai nơi thị phi. Có linh trí năng lượng. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 688. Hạ Kiệt thể nội năng lượng thật sự là quá cổ quái, mà lại Trần Trường An chưa hề đều chưa từng gặp qua. Cứ như vậy Trần Trường An không thể không đem cỗ này năng lượng cùng đạo nguyên chi khí liên hệ tới. Nhưng Hạ Kiệt thể nội năng lượng có phải hay không đạo nguyên chi khí là toàn bộ, còn chỉ là một bộ phận, cái này không có cách nào suy đoán. Bây giờ, Hạ Kiệt cũng không biết mình trước đây sau khi chết bị ném vào cái gì địa phương, nhưng thánh đường thần chiều trong Hoàng Thành nhất định có người rõ ràng. Đi một chuyến Hoàng Thành. Muốn báo thủ sao? Trần Trường An đột nhiên một câu, để Hạ Kiệt cùng Mục Vân Giao đều ngây ngẩn cả người. Hai người nghi hoặc đều không khác mấy, không minh bạch Trần Trường An vì cái gì làm, dụng ý vì sao? Ta muốn. Hạ Kiệt mặc dù không hiểu, nhưng hắn cũng không phải là một cái kẻ ngu, Trần Trường An dám nói như thế, có lẽ liền thật sự có thể làm được. Đây là hắn cơ hội. Ta có thể dạy ngươi tu luyện, truyền cho ngươi bản sự. Thậm chí, ta sẽ để cho ngươi tự mình đánh bại chiếm ngươi thành cốt người, đồng thời giúp ngươi đoạt lại thành cốt. Nhưng ta cũng tương tự có điều kiện. Có điều kiện Chẳng biết tại sao, nghe được Trần Trường An có điều kiện, Hạ Kiệt ngược lại nới lỏng một hơi. Thiên hạ không có cơm chưa miễn phí, càng không có vô duyên vô cớ thiện ý. Nếu như Trần Trường An cái gì đều không màng, ngược lại sẽ để Hạ Kiệt không cách nào an tâm. Điều kiện gì? Hạ Kiệt hỏi. Ta muốn bên trong thân thể ngươi cỗ này năng lượng. Chỉ là có khả năng, cũng không xác định. Ta cần tìm được trước ngươi trước đây thu hoạch được năng lượng địa phương, đang quyết định. Trong thân thể cỗ này năng lượng. Nghe được Trần Trường An, Hạ Kiệt nhíu mày, nếu như không phải cỗ này năng lượng, chính mình không có khả năng sống sót. Nhưng cỗ này năng lượng Hạ Kiệt nhưng không có biện pháp vận dụng, chỉ có thể trợ giúp hắn mạng sống mà thôi. Hạ Kiệt có một loại cảm giác, cỗ này năng lượng cũng không thuộc về hắn, sở dĩ lựa chọn hắn, có lẽ có mục đích khác. Chẳng lẽ nói, cỗ này năng lượng lựa chọn mục đích của mình, liền để cho chính mình tại đây đợi trước mặt cái này Trần Trường An sao? Nếu như ngươi có thể giúp ta báo thù, đồng thời để cho ta một lần nữa đoạt lại thánh cốt, ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện. Hạ Kiệt suy tư một lát, thánh cốt mới là thuộc về hắn đồ vật, có tất có bỏ, hắn không thể hai loại đều chiếm làm của riêng. Huống hồ, không thuộc về mình đồ vật, giữ lại vốn là vô dụng. Trường An, vậy ngươi trước hết làm việc của ngươi tình. Ta đi bên ngoài, tìm hiểu một cái tin tức. Ta luôn cảm thấy dựa vào đại hoàng bọn chúng, có chút không đáng tin cậy. Mục phân giao bất đắc dĩ nói. Được trần trường an gật đầu cười làm mục phân giao rời đi về sau hạ kiệt nhìn xem trần trường an hỏi ta xem như ngài đồ đệ sao tính bịch nghe được trần trường an hạ kiệt không chút do so dự quỳ xuống trung điệp dập đầu ba cái thần tình nghiêm túc nói sư tôn ở trên xin nhận đệ tử hạ kiệt cúi đầu đứng lên đi vâng sư tôn sư tôn không biết rõ ngài muốn tìm hiểu tin tức gì có cái gì ta có thể hỗ trợ sao hạ kiệt đứng dậy về sau hỏi nghe được hạ kiệt trần trường an nghĩ nghĩ sau đó liền đem chính mình muốn hỏi thăm sự tình nói ra sư tôn ngài không phải phong long giới vực người lần này tới là vì thần mạch sự tình nói đến liên quan tới thần mạch sự tình ta cũng từng nghe nói một chút chuyện sự tình này tại phong long giới vực không nói mọi người đều biết nhưng cũng không xê xích gì nhiều nhưng từ nơi này tin tức xuất hiện cho tới bây giờ không biết rõ đã qua bao nhiêu năm nhưng thủy chung không có người tìm tới thần mạch rơi xuống. Thậm chí rất nhiều người hoài nghi, thần mạch căn bản liền không tại phong long giới vực bên trong, chỉ là không biết rõ người nào lập ra một cái hoang ngôn mà thôi. Sư tôn ngài cảm thấy, thần mạch ngay tại minh vực bên trong. Có thể qua nhiều năm như vậy, không có người cảm thấy cái này thần mạch lại ở chỗ này, mà lại cũng không có phát hiện cái gì dị thường, cũng có thể là có, chỉ là ta không biết rõ thôi. Nhưng là cái này tề ra tin tức, ta tựa hồ nghe người qua một chút từng nghe nói một chút. Ngươi nghe nói qua tề gia. Đào vong đoạn đường này, bao nhiêu đã nghe qua một chút. Tề gia đồng dạng không phải phong long giới vực người, bọn hắn đại khái là mười mấy năm trước tả hữu, đi tới minh vực. Mười mấy năm qua phát triển rất nhanh, mà lại bốn phía kết giao. Nghe nói, cái này tề gia còn giống như muốn rộng mời minh vực quần hùng, tham gia một trận tụ hội. Theo lý thuyết, tề gia thực lực không tệ, nhưng căn cơ còn thấp, kết bạn người cũng không nhiều. Nhưng ta nghe nói, lần này tụ hội giống như rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú nhưng cụ thể nguyên nhân liền không rõ ràng nghe được hạ kiệt trần trường an không khỏi nhướng mày tề ra hành động này cùng tề nguyên hạo nói ra được tựa hồ có chút không quá đồng dạng bọn hắn cũng không có gấp tìm kiếm thần mạch chỗ vị trí ngược lại là ngay tại chỗ cắm rễ thậm chí là bốn phía kết giao mục đích làm như vậy là cái gì chẳng lẽ là bởi vì thực lực vẫn là muốn che giấu bọn hắn mục đích thực sự ngươi là minh vực người minh vực thực lực như thế nào? Trần Trường An hỏi. Cái này quá nhiều ta cũng không rõ ràng. Nhưng lấy thánh đường thần triều tới nói, hoàng thất lão tổ thực lực chính là thần vương cảnh giới. Minh vực cửu thánh sơn lão tổ, thực lực càng là đạt đến thần vương đỉnh phong. Phong long giới vực thực lực quả nhiên rất mạnh, tối thiểu, so sánh với kiếm nguyên giới vực tới nói, mạnh không chỉ một cấp bậc. Mà tề ra, tựa hồ người mạnh nhất, cũng khó khăn lắm chỉ là như vậy một vị, vẫn là mới vào thần quân cảnh giới tại đất này minh vực bên trong, tề gia cũng không có cái gì lực lượng. Cứ như vậy, Trần Trường An ngược lại là có chút minh bạch tề gia ý nghĩ cùng dụng ý. Thân là một cái ngoại lai hộ, tề gia tất nhiên sẽ gây nên không ít người chú ý, mà bọn hắn lại không có thực lực muốn làm gì thì làm, cũng chỉ có thể lấy cắm dễ danh nghĩa lưu tại minh vực. Cùng lúc đó, âm thầm lặng lẽ tìm kiếm thần mạch chân chính chỗ vị trí. Về phần kết giao, cùng tổ chức tụ hội, cái này khiến Trần Trường An có chút đoán không ra. Chẳng lẽ lại, Tề gia là thực sự không tìm được, dự định đem tin tức công bố ra, chỗ tập hợp minh vực tất cả lực lượng cùng một chỗ tìm kiếm. Ngươi biết rõ cái này tụ hội triệu khai thời gian sao?" Trần Trường An hỏi. "Cái này ta liền không rõ ràng, ta cũng không hề để ý quá nhiều, dù sao." Hạ Kiệt ngay lúc đó tình cảnh, cũng không có khả năng đối với mấy cái này sự tình quá cảm thấy hứng thú, có thể nhớ kỹ, toàn bởi vì hắn trí nhớ tương đối tốt mà thôi. "Được, ta trước truyền thụ cho ngươi tu luyện công pháp, ngươi thử một lần." nhìn xem bây giờ thân thể phải chăng có thể tu luyện. Đa tạ sư phụ. Hạ Kiệt nguyên bản thân giao thánh cốt, cho nên Trần Trường An chuẩn bị để hắn đi bá thể một đường. Nhưng bây giờ thân thể này phải chăng có thể chịu được, Trần Trường An cũng không rõ ràng. Đây là trải qua ta cải tiến về sau vô thượng bá thể quyết. Ngươi tu luyện thử một chút. Trần Trường An ngón tay một điểm, liền đem chính mình cải tiến về sau vô thượng bá thể quyết, truyền vào Hạ Kiệt trong óc. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 689. Thánh đường thần triều thật đúng là đủ mắt mù. Đặt vào như thế một khối ngọc thô không hảo hảo tạo hình, ngược lại vì một cái thái tử, xóa bỏ chân chính thiên kiêu. Đến lượt các ngươi có này một kiếp. Theo Hạ Kiệt tu luyện, Trần Trường An phát hiện, Hạ Kiệt thiên phú phi thường xuất chúng. Thậm chí đã không thể dùng ra chúng để hình dung, yêu nghiệt, cái này đồng dạng là một vị yêu nghiệt cấp bậc thiên tài. Trần Trường An thấy rất rõ ràng, hạ kiệt thể nội năng lượng cũng không có phụ trợ hạ kiệt tu luyện nhưng hắn tốc độ y nguyên không chậm mà lại hạ kiệt ngộ tính cũng rất tốt tuy nói trần trường an truyền thụ làm ra nhất định tác dụng nhưng có thể lập tức dung hội quán thông không trở ngại chút nào tu luyện cái này cần tự thân ngộ tính đạt tới trình độ nhất định mới có thể lại giúp ngươi một cái trần trường an trực tiếp tại hạ kiệt thân thể chu vi bố trí một đạo tụ linh trận cùng lúc đó để vào đại lượng thần thạch để duy trì hạ kiệt tu luyện Thân là vạn cổ thần vực thổ dân, Hạ Kiệt tu luyện cùng Thái Huyền giới khác biệt, cùng Thái cổ tiên vực cũng khác biệt. Trần Trường An phát hiện, không có tu luyện trước đó, Hạ Kiệt chính là một cái người bình thường. Nhưng khi hắn bắt đầu tu luyện về sau, tu vi cùng thực lực lại là 10 cấp nhảy. Có lẽ, đây chính là một cái khác nhau, thân là vạn cổ thần vực thổ dân, bọn hắn từ tại thai bên trong thời điểm, liền tiếp nhận chính là thần lực tẩy lễ. Không giống Trần Trường An loại này, đi vào vạn cổ thần vực về sau, còn cần không ngừng mà tu luyện thích ứng, chuyển hóa thể nội năng lượng là thần lực. Đây cũng là tiên thiên ưu thế. Bất quá một canh giờ thời gian, hạ kiệt thực lực, liền đã đủ để tại thái huyền giới ở vào vô địch chi cảnh. Nửa ngày sau, hạ kiệt thực lực đã đạt đến tiên vương trình độ. Tốc độ như vậy, liền xem như Trần Trường An cũng không thể không cảm khái. Chẳng lẽ nói, thần vực tu luyện, cất bước chính là đạo đế loại này cấp bậc thực lực sao? Nhìn tình huống, hạ kiệt tựa hồ còn muốn tu luyện một hồi, Trần Trường An cũng không có quấy rầy hắn, mà là về tới chính mình cùng Mục Vân Giao trong phòng. Trần Trường An trở về không lâu, Mục Vân Giao cũng trở về đi đến trong phòng. Hạ Kiệt sự tình xử lý tốt. Ừm, hắn bây giờ ngay tại trong tu luyện, cái này tiểu tử, có chút ý tứ. Đúng rồi, thăm dò được tin tức gì sao? Nghe được. Tề gia không biết rõ dùng phương pháp gì, tựa hồ không ít người đều đối tề gia cử hành tụ hội cảm thấy hứng thú. Nhưng tụ hội thời gian, tại ba năm về sau minh vực mặc dù rất lớn nhưng những người này tiến về tề gia hẳn là cũng không dùng đến thời gian lâu như vậy mới đúng không biết rõ tề gia đang dở trò quỷ gì nghe được mục vân giao trần trường an suy tư một lát ba năm tề gia đây là cái mục đích gì tại cho người khác thời gian vẫn là đang vì chính tề gia tranh thủ thời gian đâu tin tức liên quan tới thần mạch đâu không có gì đáng tin cậy tin tức thần mạch tại phong long giới vực không phải bí mật nhưng cụ thể vị trí không người biết được minh vực người càng sẽ không cho rằng thần mạch chính là ở đây. Bất quá, ta ngược lại thật ra nghe được một cái khác tin tức, là liên quan tới Thánh đường thần triều. Thánh đường thần triều tin tức, hoàng thất bên kia cùng Hạ Kiệt có quan hệ. Không tệ. Thái tử Hạ Thiên, gần nhất một năm, tu vi đột nhiên tăng mạnh, không đủ trăm tuổi, tu vi cũng đã đạt đến địa thần cảnh. Tốc độ như vậy, phóng nhãn toàn bộ vạn cổ thần vực, cũng mười phần kinh người. Không đủ trăm tuổi địa thần cảnh, dạng này tu vi, xác thực rất nhanh. Dù sao, Trần Trường An tại kiếm nguyên giới vực thời điểm nghe nói qua một chút, kiếm nguyên giới vực yêu nghiệt nhất thiên tài, tu luyện tới địa thần cảnh, sợ cũng muốn ngàn năm, thậm chí càng lâu. Giữa hai bên, chênh lệch quá xa. Thái tử Hạ Thiên tốc độ tu luyện, bây giờ tức thì bị trực tiếp xưng là phong long giới vực thứ nhất yêu nghiệt. Thánh đường thần chiều tại phong long giới vực không phải mạnh nhất, nhưng bọn hắn xuất hiện một vị mạnh nhất thái tử. Tương lai tiền đồ vô lượng, thậm chí bị hoàng thất ký thác kỳ vọng, cho rằng Hạ Thiên, có cơ hội xung kích thần đế cảnh giới. Vạn cổ thần vực bên trong, chân chính yêu nghiệt, tốc độ tu luyện như thế nào? Ta cảm thấy, Hạ Thiên chỉ sợ cũng chỉ có thể tại cái này phong long giới vực xưng là thứ nhất yêu nghiệt. Phong nhãn toàn bộ vạn cổ thần vực, sợ con tưởng là không dậy nổi dạng này tên tuổi. Tầm mắt, quyết định bọn hắn nhận biết. Cho nên loại này phong nhãn toàn bộ vạn cổ thần vực đều mười phần kinh người lời nói, cũng bất quá là phong long giới vực người từ này thôi. Trần Trường An đoạn đường này trải qua nói với mình, có ít người nhìn như rất yêu nghiệt, như nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Vạn cổ thần vực bên trong, chân chính cường hãn yêu nghiệt tuyệt đối sẽ không ít, cái này hạ thiên không tệ, nhưng xưng không lên chân chính yêu nghiệt. Chẳng qua hiện nay, cái này thánh đường thần triều hẳn là rất vui vẻ à. Không tệ, thánh đường thần triều hoàng thất mười phần hưng phấn, mà lại cái này hạ thiên càng là thả ra hào ngôn, một năm sau, muốn đột phá đến địa thần cảnh cửu trọng tu vi. Thánh đường thần triều hoàng thất cùng cửu thánh sơn, chuẩn bị mời đông đảo cường giả, một năm sau, chứng kiến Hạ Thiên sáng tạo truyền kỳ. Cùng lúc đó, chính thức sắc phong Thái tử Hạ Thiên là Thánh đường Thần Triều Thần Thái tử, địa vị gần với Thánh đường Thần Triều Hạ Gia Lão Tổ. Thần Thái tử, có chút y tứ. Xem ra, cái này thánh cốt quả nhiên 10 phần cường đại, có thể làm cho cái này Hạ Thiên có được như thế lực lượng. Đáng tiếc, năm đó vì có thể hoàn hảo tước đoạt thánh cốt, Hoàng thất cũng không để cho Hạ Kiệt tu luyện. Bằng không, bọn hắn có lẽ sẽ nhìn thấy cái gì mới thật sự là yêu nghiệt. Trần Trường An cười lạnh nói. Hạ Kiệt thiên phú mạnh như vậy. Mục Vân Giao hiếu kỳ hỏi. Rất mạnh. Coi như không có thanh cốt, vẫn là không thể so với cái này Hạ Thiên tranh lệch. Nếu là có thanh cốt, Hạ Thiên mới thật sự là phóng nhãn toàn bộ vạn cổ thần vực thiên tri kiêu tử. Gặp Trần Trường An đối Hạ Kiệt đánh giá cao như vậy, Mục Vân Giao cũng có chút ngoài ý muốn, bởi vì tại Trần Trường An trong miệng, tựa hồ cho tới bây giờ không có như thế đánh giá qua người khác. Cho dù là năm đó Trần Vân Hiên mấy người bọn hắn cũng không có đạt được qua Trần Trường An đánh giá như vậy. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Trần Vân Hiên bọn hắn yếu, chẳng qua là cả hai điểm xuất phát khác biệt. Nếu là Trần Vân Hiên bọn hắn sinh ra ngay tại thần vực, chỉ sợ cũng chưa chắc liền sẽ so hạ kiệt trên lệch bao nhiêu. Nói như vậy, ngươi là dự định mang theo hạ kiệt, đại náo thánh đường thần triều hoàng thất rồi. Mục Vân Giao cười hỏi. Hoàng Thành, là nhất định phải đi. Ta muốn làm rõ ràng hạ kiệt thể nội cỗ này năng lượng đến tột cùng có phải hay không đạo nguyên trì khí. Thuận tiện, để bọn hắn kiến thức một cái, cái gì mới thật sự là thiên tài. Về phần thần mạch sự tình, không vội ở cái này nhất thời. Ta cũng muốn nhìn xem, tề ra đến cùng đang có ý đồ gì. Chúng ta bây giờ cũng không có cái gì tốt hơn dây nối đất tác, liền để tề ra trước hảo hảo tìm kiếm đi. Đến thời điểm, nói không chừng có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Trần Trường An cười nhạt nói. Nghe được Trần Trường An nói như vậy, Mục Vân Giao cũng là nhẹ gật đầu, sau đó hỏi. Lại nói trải qua nhiều năm như vậy, Trần Vân Hiên bọn hắn còn có mộ dung hai tỷ muội tình huống như thế nào? Ngươi trong khoảng thời gian này, có quan tâm qua tiểu thế giới tình huống sao? Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 690, làm sao có thể không quan tâm? Tiểu thế giới phát triển, đối ta có rất lớn tác dụng, ta vẫn luôn tại lưu ý. Đã nhiều năm như vậy, tiểu thế giới phát triển cũng tại ổn định trong tiến hành. Cái này còn nhờ vào Thanh Thanh hỗ trợ, ở phương diện này, nàng tương đối có kinh nghiệm. Về phần Vân Hiên bọn hắn mấy cái này tiểu gia hỏa, thực lực tăng lên rất nhanh. Nếu như tiểu thế giới không tiếp tục tăng lên tới lời nói, chỉ sợ không bao lâu, liền không thỏa mãn được bọn hắn. Mộ dung các nàng. Ngươi nói các nàng đến cùng mang thai cái gì đồ chơi, làm sao còn là không có động tĩnh. Nói tới mộ dung hai tỷ muội, Trần Trường An cũng có chút phát sầu. Cái này đều bao nhiêu năm qua đi, trong bụng tiểu gia hỏa sừng sốt không chuẩn bị ra. Mà lại, Mộ Dung Hai tỷ muội tu vi đã tại trước đây không lâu đột phá đến đạo đế cảnh giới. Tốc độ này, so Trần Vân Hiên bọn hắn đều nhanh. Nhưng khi tu vi đạt tới đạo đế cảnh giới về sau, lần nữa trì trệ không tiến. Dựa theo trước đó tình huống đến xem, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, chỉ có chờ đến trong bụng tiểu gia hỏa hấp thu đầy đủ năng lượng về sau, Mộ Dung Hai tỷ muội tu vi mới có thể lần nữa tăng lên nghi ngờ chính là ngươi hài tử, ngươi nói là thứ đồ gì. Trần Trường An, để Mục Vân Giao cũng là bất đắc dĩ liếc mắt, nào có nói mình hài tử là thứ đồ gì. Ngươi đừng như thế nhìn ta, ta cho ngươi biết, ta tạm thời không muốn mang thai hài tử. Tuyệt đối không muốn. Nhìn thấy Trần Trường An ánh mắt, Mục Vân Giao cũng là chấn động trong lòng, nghĩ đến mộ dung hai tỷ muội tình huống, Mục Vân Giao cũng không muốn bước các nàng theo gót. Mỗi ngày cất tể, thật không có có tự do. Vận động một chút vẫn là có thể tích. Tu luyện, hết thảy cũng là vì tu luyện nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi ngươi nói đúng hay không dứt lời trần trường an một thanh ôm lấy mục phân giao đi tới trên giường vẫn không quên đem gian phòng bố trí mấy đạo cầm chế mấy ngày sau làm đại hoàng bọn chúng cùng tề nguyên hạo lúc này mới từ hoan nhạc phường đi ra đại ca ngươi đừng nói ngươi thật đừng nói cái này thần vực chính là không đồng dạng ai cảm giác chính mình lại bỏ qua thật là nhiều vui vẻ nhìn thấy đại hoàng kia hối tiếc không kịp tình huống trần trường an cũng là bất đắc dĩ lắc đầu đây hết thảy kẻ đầu tiêu đều mẹ nó là huyền vô đạo tên vương bát đản này hát xì lúc này đang đứng ở trần trường an bên trong tiểu thế giới huyền vô đạo đột nhiên vô duyên vô cớ hát hơi một cái kỳ quái muốn ta huyền vô đạo bây giờ cũng là tiên cảnh cường giả làm sao còn sẽ đánh hát xì hẳn là là có cố nhân tưởng niệm tại ta hay sao trần trường an nhìn thoáng qua đại hoàng bọn chúng ba cái còn có tề nguyên hạo từng cái đầy mặt hồng quang, nhìn những này thời gian, qua rất là tưới nhuần. Thăm dò được tin tức gì sao? Lời này vừa nói ra, đại hoàng bọn chúng ba cái cùng tế nguyên hạo đều là biến sắc. Nguy rồi. Làm sao đem chính sự đem quên đi đâu? Cái kia, đại ca, ngươi nghe ta giảo biện, không đúng, ngươi nghe ta giải thích một cái. Cái này hoan nhạc phường, chính là hung hiểm chi địa, chúng ta cũng nhất định phải chú ý cẩn thận. Nguyên bản, chúng ta là dự định, trước mê hoặc những cô nương kia, để các nàng buông xuống phòng bị về sau đang tiến hành hỏi thăm có thể ngươi đoán làm gì ha ha những cô nương này từng cái gọi là một cái khôn khéo quả nhiên là đại hoàng thao thao bất tuyệt nói một chàng cuối cùng liền liền tiểu khâu dẫn cùng nhất đà đều có chút nghe không nổi nữa đừng nói nữa ngươi nhìn ta nghĩa phụ tin sao nói thật đi tiểu khâu dẫn bất đắc dĩ nói đại hoàng nhìn một chút lúc này ngay tại mỉm cười trần trường an một màn này nó thật sự là quá quen thuộc khụ khụ. Đại ca, ta đem việc này đem quên đi. Trần Trường An bất đắc dĩ lắc đầu, liền biết rõ những này ra hỏa không đáng tin cậy. Sớm biết rõ các ngươi không đáng tin cậy, tin tức đã hỏi thăm không sai biệt lắm. Qua chút thời gian, chúng ta muốn đi một chuyến thánh đường thần chiều hoàng thành. Lời này vừa nói ra, Tề Nguyên Hạo hơi nghi hoặc một chút hỏi. Tề ra ngay tại cái này thánh đường thần chiều hoàng thành sao? Chẳng lẽ nói thần mạch ngay ở chỗ này? Tại cái rắm ta đi hoàng thành là có những chuyện khác. Tề gia không ở nơi này. Sau đó, Trần Trường An đưa chúng nó đi đi dạo kỹ viện về sau phát sinh sự tình, cùng tìm hiểu tin tức nói một cách đơn giản một cái. Tốt ra hỏa, thanh cốt bị sống sờ sờ lột ra tới. Cái này mẹ nó là cha dột sao? Đại hoàng cau mày nói. Đây không phải là rất bình thường sao, ta đã sớm quá quen thuộc. Tại thần vực bên trong, mặc kệ là gia tộc, vẫn là thế lực khác, chuyện như vậy thường có phát sinh. Cái gọi là thân tình, rất nhiều thời điểm kỳ thật cũng không kiên cố. Thực lực là vua. Tề Nguyên Hạo cảm khái nói. Tề Nguyên Hạo thân là người của thần vực, chuyện như vậy hắn không biết rõ gặp qua bao nhiêu, nghe nói qua bao nhiêu. Hắn cũng rất lý giải hoàng thất vị kia đế vương làm như thế nguyên nhân, hắn sẽ không vì một cái không có chút nào bối cảnh nhi tử, gây nên bối cảnh cường đại đế hậu bất mãn. Dù sao, đế hậu sau lưng là cửu thánh sơn, là một cái so hoàng thất còn muốn cường đại tồn tại. Huống hồ, coi như tước đoạt thánh cốt cũng là cho mình một đứa con trai khác. Bất luận kẻ nào đều hiểu được cân nhắc lợi hại, cho nên Hạ Kiệt chủ động sẽ trở thành cái kia vật hy sinh. Bởi vì, chỉ vì Hạ Kiệt, không để cho Hoàng Thất lựa chọn thực lực của hắn. Đột phá. Thời gian nửa tháng, đã đột phá đến bán thần cảnh. Cái này tiểu tử, quả nhiên có chút ý tứ. Nhưng vào lúc này, Trần Trường An đột nhiên phát hiện Hạ Kiệt tu vi đột phá đến bán thần cảnh. Nửa tháng, chỉ dùng thời gian nửa tháng đại ca, nửa tháng đột phá đến bán thần cảnh, cái này mặc dù rất nhanh. Nhưng Hạ Kiệt chỉ có thời gian một năm. Một năm về sau, cái kia Hạ Thiên nếu là thật đột phá đến địa thần cảnh cửu trọng, Hạ Kiệt có cơ hội siêu việt hắn sao. Trong vòng một năm, đột phá đến địa thần cảnh cửu trọng, khó khăn như vậy cũng không nhỏ. Cơ hội đều là sáng tạo ra. Tiếp xuống một năm này thời gian, chúng ta liền hảo hảo giúp đỡ Hạ Kiệt tăng thực lực lên. Trần Trường An cười nhạt nói. Đại ca, thần mạch không tìm tìm, nhưng không vội ở cái này nhất thời. Đạo nguyên chi khí mới thật sự là chuyện quan trọng. Sau một tháng, Trần Trường An một đoàn người, lúc này mới từ Hắc Hổ Thành ly khai. Trần Trường An nhìn thoáng qua Hạ Kiệt, bây giờ Hạ Kiệt trải qua nửa tháng tu luyện, tu vi đã đạt đến bán thần cảnh đỉnh phong. Đối với dạng này tăng lên tốc độ, Hạ Kiệt mười phần vui vẻ. Hạ Kiệt, đến ngay đây. Trong một năm, chúng ta muốn đạt tới Hoàng Thành. Mà ngươi, chỉ có những thời giờ này, Ngươi có lòng tin, tại đến hoàng thành một khắc này, siêu việt hạ thiên sao?" Nghe được Trần Trường An, Hạ Kiệt biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên. "Siêu việt hạ thiên? Không, hắn muốn làm, không chỉ là siêu việt hạ thiên. Sư tôn, mục tiêu của ta cũng không phải là Hạ Thiên. Hạ Thiên từ trên người ta cướp đi, ta sẽ đoạt lại, nhưng chân chính kẻ cầm đầu có khác kỳ nhân. Mục tiêu của ta là diệt Thánh Đường Thần Triều. Diệt Cửu Thánh Sơn?" Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 691. Nghe được Hạ Kiệt, Trần Trường An cũng là cười lắc đầu. Vẫn là non nớt một chút. Gặp Trần Trường An lắc đầu, Hạ Kiệt cũng là nghi hoặc không hiểu hỏi. Sư tôn, thế nhưng là đệ tử nói sai cái gì? Trần Trường An mỉm cười, một bên đại hoàng, vội vàng cấp tiểu khâu dẫn cùng một đống một ánh mắt. Sau đó, bọn chúng ba người đi đến một bên, thành thành thật thật xếp hàng ngồi xuống. Cái này khiến Tề Nguyên Hạo một mặt mộng bức, nhưng vẫn là đi theo bọn chúng ngồi thành một loạt đây là ý gì à tề nguyên hạo có chút mộng bức hỏi đần cái này rõ ràng là trường an lớp học nhỏ muốn mở khóa còn không hảo hảo ngồi xuống chờ lấy lên lớp đại hoàng ghét bỏ lường tề nguyên hạo một chút đại hoàng để hạ kiệt cũng là hiểu rõ ra xem ra chính mình tự hồ thật sự có cái gì địa phương nói sai còn xin sư tôn chỉ giáo hạ kiệt cung kính nói trần trường an nhìn hạ kiệt một chút sau đó nói cưu hận là động lực để tiến tới, nhưng trong lòng của mỗi người không thể chỉ có cừu hận. Nếu là cừu hận biến mất kia một ngày, ngươi còn sẽ có động lực sao? Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, ngươi có phấn đấu mục tiêu bản này không có sai, nhưng ở không có thực lực thời điểm, tận lực muốn ẩn tàng từ bản thân. Không phải để ngươi ủy khúc cầu toàn, cũng không phải để ngươi chịu nhục, mà là phải học được che giấu mình cừu hận. Bằng không mà nói, mỗi ngày đem cừu hận viết lên mặt, ngươi cảm thấy, ngươi sống đến có thực lực kia một ngày sao? Nhớ kỹ, làm bất cứ chuyện gì, không thể chỉ bằng mượn một cỗ bốc đồng cùng phẫn nộ, còn muốn học được dùng não. Mệnh cũng bị mất, ngươi nói cho ta, ngươi còn thế nào báo thủ. Trần Trường An, để Hạ Kiệt 10 phần xấu hổ, cẩn thận hồi tưởng một cái, chính mình mới vừa nói ra, quả thật có chút không biết tự lượng sức mình. Đừng nói cửu Thánh Sơn, liền xem như một cái thánh đường thần triều bây giờ cũng không phải hắn có thể đối phó. Đa tạ sư tôn dạy bảo, đệ tử minh bạch. Hạ Kiệt vốn là ngộ tính cực cao, trần trường an nói một cái hắn liền minh bạch ở trong đó đạo lý đại ca ta có thể hay không hỏi một vấn đề đột nhiên nguyên bản ở một bên thành thành thật thật ngồi đại hoàng nói ngươi tốt nhất là thật sự có vấn đề trần trường an tức giận nói chúng ta một năm về sau liền muốn đi hoàng thành giết thái tử hạ thiên về sau tất nhiên sẽ đắc tội hoàng thất thậm chí cửu thánh sơn cho nên bằng vào ta đối ngươi hiểu rõ ngươi hẳn là sẽ không buông tha mấy người này mới đúng nói cách khác có ngươi tại, Hạ Kiệt cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Vậy ngươi mới vừa nói những lời kia, có cái gì dùng? Đại hoàng không hiểu hỏi. Nghe được đại hoàng, Tiểu Khâu dẫn cùng một đống cũng là một mặt nhận đồng nhẹ gật đầu. Đại hoàng ca, ngươi thế mà lại nói tiếng người rồi. Một đống một mặt biểu tình khiếp sợ. Cái này kêu cái gì nói? Ta trước kia nói đều là nói nhảm. Ừm. Một đống nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đối mặt đại hoàng nghi vấn, Trần Trường An đầu tiên là nhìn Hạ Kiệt một chút sau đó nói, con người khi còn sống dài đằng đẵng nhất là chúng ta người tu luyện mà nói. Ngươi sẽ trải qua rất nhiều chuyện, ta giáo sẽ ngươi là đạo lý. Cừu hận luôn có một ngày sẽ biến mất, cho nên, ngươi động lực để tiến tới, không thể chỉ là cừu hận. Cũng tỉ như, một năm sau, nếu là diệt thánh đường thần triều hoàng thất, diệt cửu thánh sơn về sau. Làm ngươi không có bất luận cái gì cừu hận về sau, ngươi còn có động lực để tiến tới sao. Nói cho ta, ngươi tu hành mục đích là cái gì, mạnh lên động lực là cái gì nghe được trần trường an hạ kiệt xa vào đến trong trầm tư sau một lát hạ kiệt ánh mắt chậm rãi từ mê mang biến thành kiên định hồi sư tôn tu hành mục đích là vì báo thù mạnh lên động lực là vì siêu việt ngài siêu việt ta nghe nói như thế trần trường an cũng cười cái này tiểu tử có dã tâm chỉ tiếc muốn siêu việt ta vậy ngươi nhất định phải hảo hảo cố gắng nếu không được rồi nỗ lực à Trần Trường An cũng không có nói quá nhiều, dù sao Hạ Kiệt vừa mới bắt đầu tu luyện, chèn ép quá ác cũng không tốt. Đại Hoàng lúc này cũng đi tới Hạ Kiệt bên cạnh, đứng lên vỗ vỗ Hạ Kiệt bả vai, vẻ mặt thành thật nói giỡn. Tiểu hòa tử, ta xem trọng ngươi, ngươi hảo hảo cố gắng. Ta cũng coi trọng ngươi, ngươi đi. Đúng, ngươi phi thường đi. Đại hoàng bọn chúng ba cái, để Hạ Kiệt cũng có chút không nghĩ ra. Có ý tứ gì? Chính mình chẳng lẽ lại nói sai lời gì sao? cho ngươi gần hai tháng tu luyện. Hai tháng về sau, có thực chiến khảo hạch. Thực chiến khảo hạch. Nghe được Trần Trường An, Hạ Kiệt cũng biến thành kích động. Trần Trường An đem Phi Chu lần nữa lấy ra ngoài, mà Hạ Kiệt thì là tiến vào trong phòng nghỉ tu luyện. Ngươi chuẩn bị như thế nào đối với hắn tiến hành khảo hạch? Mục Vân Giao hiếu kỳ hỏi. Đi hoàn thành đoạn đường này cũng nên chuẩn bị một chút lễ vật không phải sao. Trước hết để cho Hạ Kiệt thu chút lợi tức. Trần Trường An cười nhạt nói. Ngươi là chuẩn bị, để hắn cầm hoàng thất thành viên luyện tập không tệ hạ kiệt mặc dù trong lòng có cừu hận nhưng cái này tiểu tử ta sợ hắn không đủ hung ác trần trường an cùng hạ kiệt tán gẫu qua một lần hiểu rõ một cái hạ kiệt bị tước đoạt thánh cốt trước đó sinh hoạt hạ kiệt người này từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn thành thật thậm chí là có chút lấy lòng hình nhân cách hạ kiệt xuất thân cũng không tốt mẫu thân từ sinh hạ hắn về sau cũng không có từng chiếm được bất kỳ ân sủng có thể nói Hạ Kiệt từ nhỏ đã là bị người khi dễ đến lớn, cho dù là một cái nho nhỏ cung nữ thái giám, cũng có thể đối với hắn vênh mặt thất hàm sai khiến. Mãi cho đến hạ Kiệt 12 tuổi năm đó, thân giao thành cốt sự tình bị phát hiện, thời gian mới có chuyển biến tốt, nhưng cũng chú định hắn về sau vận mệnh bi thảm. Tuy nói hạ Kiệt bây giờ trong lòng tràn đầy cừu hận, nhưng hắn bản tính là thiện lương mềm yếu, thậm chí có chút hèn yếu. Có chút đồ vật là trời sinh có được, cũng không phải là nói đổi liền có thể cải biến, cái này cần một cái quá trình mà trần trường an muốn làm chính là tăng tốc cải biến quá trình để hạ kiệt mau sớm trưởng thành đại hoàng đến ba người các ngươi phát huy nhiệt lượng thừa thời điểm trần trường an một câu nói kia để đại hoàng bọn chúng ba cái đều trở nên hưng phấn lên rốt cục có đất dụng võ sao đại ca ngươi cứ việc phân phó chúng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ không tệ nghĩa phụ ngươi cứ nói đi để chúng ta làm cái gì ta chúng ta nhất định sẽ không cô phụ đại ca tín nhiệm nhìn thấy cái này ba cái ra hỏa bộ dáng nghiêm túc trần trường an hài lòng nhẹ gật đầu sau đó nói đi thôi giúp ta tìm hiểu một cái tin tức cái gì lại là tìm hiểu tin tức đại ca tìm hiểu cái gì tin tức à đại hoàng cảm giác chính mình cái này một thân bản lĩnh không có đất dụng võ à đây không phải là đại tài tiểu dụng sao để các ngươi đi thì đi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy giúp ta điều tra một cái thánh đường thần triều bên trong thành viên hoàng thất tất cả tình báo. Nhớ kỹ là tất cả. Còn có đừng mẹ nó đi hoa nhạc phường. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 692, sư tôn, gần 2 tháng đến. Đồ nhi tu vi đã đột phá đến chuẩn thần cảnh đỉnh phong. Gần 2 tháng, đột phá đến chuẩn thần cảnh đỉnh phong, tốc độ này cũng không chậm. Đương nhiên, ở trong đó không thể thiếu Trần Trường An trợ giúp, bằng không mà nói, còn không đạt được tốc độ như vậy. Không tệ, ngươi rất vui vẻ. Trần Trường An cười hỏi. Vâng. Hạ Kiệt cũng không có che giấu mình trong lòng vui sướng. Thời gian ngắn như vậy bên trong, một đường đột phá đến chuẩn thần cảnh đỉnh phong, nói không vui vẻ là không thể nào. Hạ Kiệt mặc dù chưa bao giờ có tu hành cơ hội, nhưng ở trong Hoàng Cung, bao nhiêu cũng nghe những người khác nói qua những chuyện này. Hạ Thiên Thân là thái tử, từ nhỏ đã có được tốt nhất tài nguyên tu luyện, có thể coi là như thế này, Hạ Thiên cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến chuẩn thần cảnh đỉnh phong nhưng hôm nay hắn làm được coi như không có thành cốt hắn y nguyên sẽ không thua hạ thiên cái này làm sao không để hắn hưng phấn sư tôn ta có phải hay không vui vẻ sớm điểm hạ kiệt có chút khẩn trương hỏi sớm là sớm điểm bất quá vui vẻ chính là vui vẻ không có cái gì không đúng ngươi phải học được che giấu mình sướng vui giận buồn nhưng không thể áp chế hiểu chưa ẩn tàng nhưng không thể áp chế có thể ẩn trốn không phải liền là một loại áp chế sao. Trần Trường An, để Hạ Kiệt có chút không có làm rõ ràng, cẩn thận suy tư một phen, lúc này mới minh bạch trong đó đạo lý. Trần Trường An đây là tại nói cho hắn biết, vĩnh viễn không nên đem chính mình tất cả cảm xúc đều biểu lộ ra, bằng không mà nói, rất dễ dàng bị người xem thấu. Hỉ nộ không lộ, muốn bình tĩnh, càng phải tỉnh táo. Sư tôn, đệ tử minh bạch. Không tệ, ngộ tính rất tốt. Hiện tại, có một kiện càng chuyện vui chờ người ta đã vì ngươi tìm xong ngươi khảo hạch đối tượng, khảo hạch đối tượng, sư tôn người này ở nơi nào? Hạ Kiệt hiếu kỳ hỏi. nhìn thấy bên kia sao? nơi đó có một cái gọi là hạ dương người, hắn chính là của ngươi đối thủ. Hạ Dương. nghe được cái họ này, Hạ Kiệt không khỏi nhướng mày. tại thánh đường thần triều bên trong, dám họ hạ, tất nhiên là người trong hoàng thất. bằng không mà nói, coi như nguyên bản họ hạ không phải thành viên hoàng thất, toàn bộ đều đổi họ thị. người của hoàng thất. Không tệ, các ngươi hoàng thất Trần Vương hậu nhân. Đi thôi, hắn tu vi là phàm thần cảnh nhất trọng. Giết hắn. Lời này vừa nói ra, Hạ Kiệt không khỏi chấn động trong lòng, khảo hạch nội dung lại là khiêu chiến so với mình tu vi mạnh thành viên hoàng thất, mà lại còn muốn giết đối phương. Hạ Kiệt tuy có ngập trời hận ý, nhưng chưa hề giết qua người. Hít sâu một hơi, Hạ Kiệt thả người nhảy lên, hướng về xa xa Hạ Dương bay đi. Đại ca, những người khác giải quyết. Được hạ dương mặc dù niên kỷ cũng không lớn tu vi cũng không cao nhưng dù sao cũng là thành viên hoàng thất chỉ cần tại thánh đường thần triều bên trong mặc kệ đến cái gì địa phương đều có người cho hắn mặt mũi nhưng hạ dương người này lại có một cái thói quen xấu niên kỷ nhẹ nhàng lại yêu thích vợ người lại tâm địa ác độc độc càng là không thuận theo hắn hắn càng là ưa thích lại đắc thủ về sau chảm thảo trừ căn diệt hắn cả nhà mà lần này hạ dương để mắt tới càng là một tên thôn phụ trần trường an một đoàn người đuổi tới thời điểm hạ dương đã sai người đem toàn bộ thôn đều đổ sát chống không mẹ nó người đâu đều mẹ nó chạy đi chỗ nào chết rồi hạ dương vừa mới hưởng thụ xong sau khi đi ra lại phát hiện chính mình mang tới người vậy mà một cái đều không tại cái này khiến hạ dương thập phần khó chịu tuy nói chính mình thoải mái thời điểm là khiến cái này người cách khá xa một điểm có thể chính mình cũng dễ chịu xong làm sao còn không xuất hiện hà đột nhiên hạ dương nhướng mày nhìn về phía chính hướng phía bay tới hạ kiệt nhướng mày là cái thôn này người nhưng nhìn bộ dáng mặc khí chất lại không giống như là thôn dân một cái chuẩn thần cảnh thế mà cũng dám tới chịu chết thật sự là buồn cười hạ dương cũng không có đem hạ kiệt để ở trong mắt cứ việc chính mình mang tới những hộ vệ kia không tại hạ dương đồng dạng không sợ chút nào oanh một tiếng vang thật lớn hạ dương bị hạ kiệt một quyền đánh bay ra ngoài giờ khác này hạ dương mới chính thức bắt đầu coi trọng hơn hạ kiệt chỉ là chuẩn thần cảnh đỉnh phong lực lượng vậy mà như thế cường đại ngược lại là ta coi thường ngươi nhưng ngươi như chỉ là chút bản lãnh này chỉ sợ hôm nay không thể tránh khỏi cái chết nghe được hạ dương hạ kiệt biểu lộ bình tĩnh vừa mới cái này một quyền hạ kiệt chỉ là thăm dò tính tiến công hạ kiệt tuy nói bây giờ tu luyện có thành tựu nhưng chân chính cùng người giao thủ còn là lần đầu tiên nguyên lai like, phàm thần cảnh thực lực là dạng này xem ra là ta quá lo lắng động thủ trước đó Hạ Kiệt trong lòng ít nhiều có chút khẩn trương, dù sao mình cùng đối phương tu vi mặc dù chỉ là trên lệch một tầng, nhưng lại vượt qua cảnh giới. Nhưng hôm nay, Hạ Kiệt ánh mắt bên trong tràn đầy tự tin. Cỗ tự tin này, để Hạ Dương không khỏi biến sắc. Mà nó, ngươi lại dám xem nhẹ ta. Chết đi cho ta. Hạ Dương không nói lời gì, thân ảnh lóe lên, trực tiếp hướng về Hạ Kiệt vò tới. Nhưng mà sau một khắc, Hạ Kiệt tốc độ nhanh hơn hắn. Oanh, oanh, oanh. Hạ Kiệt liên tiếp oanh ra ba quyền, quyền quyền đến thịt, ba quyền phía dưới, Hạ Dương ngã xuống đất không dậy nổi, lại không sinh mệnh dấu hiệu. Nhìn xem Hạ Dương thi thể, Hạ Kiệt lúc này cảm xúc cũng hết sức phức tạp. Dù sao đây là hắn lần thứ nhất giết người, loại kia giết người về sau khoái cảm, sát khí, nóng này, để Hạ Kiệt có chút không ức chế được muốn gầm thét. Chính nhìn xem hơi có chút run rẩy nắm đấm, Hạ Kiệt hô hấp cũng biến thành dồn dập. A. À. Sau một khắc, hạ kiệt không còn có ngăn chặn chính mình nội tâm nóng này ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng ta rốt cục không còn là cái kia mặc người chém giết kẻ yếu qua nhiều năm như vậy một mực động lại tại hạ kiệt nội tâm chỗ sâu lệ khí cùng kiềm chế tại thời khắc này không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài còn không tệ bất quá khiếm khuyết chút hỏa hầu nghe được trần trường an thanh âm hạ kiệt vội vàng xoay người không hiểu hỏi sư tôn khiếm khuyết cái gì không đủ tuyệt ngươi phải biết người là có linh hồn có thần thức hắn là phàm thần cảnh tự nhiên sẽ có được thần thức người giết thân thể của hắn cũng không có diệt đi hắn thần thức thân là người trong hoàng thất rất nhiều người có năng lực giúp hắn tái tạo nhục thân nhớ kỹ đã muốn giết liền muốn làm triệt để không muốn cho đối thủ bất luận cái gì xoay người cơ hội dứt lời trần trường an mở ra thủ trưởng phía trên rõ ràng là hạ dương trong óc thần thức nguyên bản hạ dương dự định chờ đến hạ kiệt rời đi về sau lại đào tẩu để tránh bị phát hiện, nhưng chưa từng nghĩ, cái này Hạ Kiệt sau lưng còn có người. Các ngươi biết ta là ai không? Ta là Trần Vương hậu người, ta chính là người trong hoàng thất. Giết ta, hoàng thất tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hạ Dương thần thức phẫn nộ gầm thét. Trần Vương hậu người, kia lại như thế nào? Ta đã từng, vẫn là 15 hoàng tử đây. Hạ Kiệt lạnh giọng nói. 15 hoàng tử, thế nào lại là hắn? Thánh cốt sự tình có lẽ đối với ngoại giới mà nói là một cái bí mật, nhưng đối với hoàng thất mà nói, rất nhiều người đều biết rõ chuyện sự tình này. Hạ Dương một mặt khiếp sợ nhìn về phía Hạ Kiệt, 15 hoàng tử không phải đã bị đoạt thánh cốt, đã sớm chết sao. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Mà lại lại còn có như thế thực lực cường hãn. Ngươi, ngươi. ầm, Hạ Dương còn không có nói ra miệng, Trần Trường An liền trực tiếp tiêu diệt hắn thần thức. Đi thôi, cái này chỉ là trận chiến đầu tiên của ngươi tiếp xuống, còn có rất nhiều đối thủ đang chờ ngươi. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 693, Thánh đường thần triều, Hoàng thành. Gần nhất trong khoảng thời gian này, mọi người nhưng phải làm tâm điểm, tuyệt đối đừng trêu chọc phải người không nên trêu chọc, bằng không mà nói, chết đều không biết rõ chết như thế nào. Nói nhảm, ngươi làm chúng ta là kẻ ngu. Hoàng thành bây giờ tới nhiều cường giả như vậy, ai dám nháo sự? Các ngươi nghe nói không? Thái tử vậy mà thật dùng thời gian một năm, đột phá đến địa thần cảnh cửu trọng. Đúng vậy a, à, cái này thiên phú đơn giản kinh khủng. Bất quá nói đi thì nói lại, thái tử tu luyện thiên phú khủng bố như thế, kia vì sao trước đó nhiều năm như vậy không có tốc độ như vậy? Nói cũng đúng, bằng không mà nói, thái tử bây giờ tu vi, chỉ sợ không chỉ địa thần cảnh mới đúng. Ta nghe nói. Đừng, ngươi mẹ nó đừng nghe nói, tin tức ngầm không thể tin, mà lại. Ngươi đừng nói không nên nói, ta cũng không muốn nghe không nên nghe. Ngươi cái này lá gan cũng quá nhỏ à. Cái này gọi cẩn thận, hiện tại là cái gì thời điểm. Thái tử sắc phong đại điển sắp đến, hoàng thành đề phòng xâm nghiêm. Họa từ miệng mà ra đạo lý ngươi không hiểu sao. Tốt tốt tốt, ta không nói cũng có thể đi. Ai, thật sự là đáng tiếc, không có năng lực tận mắt chứng kiến cái này truyền kỳ đản sinh một màn. Đúng vậy à, thần thái tử, dạng này xưng hô, thế nhưng là chưa từng có. Bây giờ, toàn bộ hoàng thành đều đang sôi nổi nghị luận, mà hoàng thành giới nghiêm trình độ cũng là đạt đến tối cao cấp bậc không chỉ minh vực không ít cường giả chạy tới liên liên minh vực bên ngoài cường giả xem ở cửu thánh sơn trên mặt mũi cũng có rất nhiều tân khách đến đây cửu thánh sơn làm minh vực đệ nhất thế lực tại toàn bộ phong long giới vực bên trong cũng là sắp xếp trên danh hào tồn tại lúc này trong hoàng cung hạ trụ nhìn xem hạ thiên hài lòng nhẹ gật đầu có được thánh cốt về sau người tốc độ tu luyện xác thực rất nhanh cái này thành cốt quả nhiên không thể coi thường. Nhưng phải tránh, không thể kiêu ngạo tự mãn, ngươi bây giờ tu vi, tại chúng ta phong long giới vực, còn không có bước vào cường giả hàng ngũ. Nghe được hạ trụ dạy bảo, Hạ Thiên nhưng trong lòng có chút lơ đễnh, hắn thấy, chính mình có được Thánh cốt về sau, chính là phóng nhãn toàn bộ vạn cổ thần vực, cũng là tuyệt đối yêu nghiệt tồn tại. Tuy nói bây giờ tu vi chỉ là địa thần cảnh, nhưng hết thảy bất quá là vấn đề thời gian. Đợi một thời gian, chính mình tất nhiên sẽ siêu việt hạ trụ siêu việt hạ gia lão tổ thậm chí là siêu việt cửu thánh sơn lão tổ trong lòng mặc dù nghĩ như vậy nhưng hạ thiên cũng không có biểu hiện ra ngoài phụ hoàng dạy bảo hài nhi khác trong tâm khảm hạ thiên vừa cười vừa nói được đúng rồi gần nhất trong khoảng thời gian này tại chúng ta thánh đường thần triều cảnh nội người trong hoàng thất chết không ít ngươi có thể biết rõ việc này hạ trụ câu mày hỏi nghe nói lời ấy hạ thiên lắc đầu gần nhất trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn tại trong tu luyện những chuyện khác một mực không để ý tới, tự nhiên chưa nghe nói qua. Phụ hoàng, ý của ngài là, có người tại chúng ta thánh đường thần triều cảnh nội, đánh giết ta thành viên hoàng thất. Hạ thiên câu mày hỏi. Trước mắt tình huống đến xem, xác thực như thế. Bất quá, đối phương giết chết người, đại đa số thực lực đều yếu nhược, ta hoài nghi, thực lực của đối phương quá bình thường. Có lẽ là cùng hoàng thất chúng ta có thù, nhưng thực lực không đủ, chỉ có thể đối những cái kia thực lực yếu ớt người hạ thủ ta đã để cho người ta đi điều tra, hung thủ đến tột cùng là ai? Biết rõ ta tại sao phải nói cho ngươi biết chuyện sự tình này sao? Hạ trụ hỏi. Còn xin phụ hoàng chỉ giáo. Ngươi lập tức liền muốn bị sắc phong làm thần thái tử, ngươi thiên phú xuất chúng, là chúng ta hoàng thất ưu tú nhất thiên tài. Là minh vực thứ nhất yêu nghiệt, thậm chí phóng nhãn phong long giới vực, cũng chưa chắc có người thiên phú mạnh hơn ngươi. Có thể ngươi cuối cùng vẫn là thiếu khuyết một chút đồ vật. Điều tra ra hung thủ về sau, từ ngươi đến giải quyết rơi người này. Nghe nói như thế, Hạ Thiên liền minh bạch hạ chủ ý đồ, nhưng Hạ Thiên lại có chút không quá tình nguyện. Bây giờ chính mình còn cần làm những chuyện này, đến cho chính mình lập uy, tăng lên danh khí danh vọng sao? Ai không biết mình chính là Thánh Đường Thần Triều Thần thái tử? Ai không biết mình tu vi thiên phú chính là thứ nhất yêu nghiệt? Làm gì làm những chuyện nhàm chán này, đến lãng phí chính mình thời gian tu luyện. Phụ hoàng, nhi thần coi là vấn đề này ai làm đều có thể không cần ta tự mình xuất thủ bực này việc nhỏ làm mất thân phận hạ thiên có chút không vui nói ta liền biết rõ ngươi sẽ nói như vậy phải tránh lão tổ bây giờ không hỏi thế sự cửu thánh sơn vị lão tổ kia cũng giống như thế ngươi cần đạt được hoàng thất công nhận của tất cả mọi người cái này đối ngươi giai đoạn trước tu luyện rất có ích lợi ngươi hiểu không hoàng thất không phải bền chắc như thép hắn hạ trụ mặc dù thân là đế vương nhưng cũng làm không được một tay che trời hoàng thất dòng họ thực lực đồng dạng không kém. Hạ trụ sợ nhất chính là Hạ Thiên coi trời bằng vung, đắc tội hoàng thất dòng họ. Những người này đều không phải đèn đã cạn dầu, tức hồn hề phía dưới, tránh không được sẽ làm ra cái gì đồng quy vu tận sự tình tới. Hạ trụ sở dĩ an bài như vậy, chính là vì để Hạ Thiên bày ra tới một cái thái độ. Mặc kệ là thành tâm hay là giả ý, tối thiểu để thành viên hoàng thất nhìn thấy Hạ Thiên thái độ, như vậy đủ rồi. Phụ hoàng, ngài là đế vương, chẳng lẽ còn sợ hoàng thất dòng họ hay sao? lại nói mẫu hậu sau lưng là cửu thánh sơn hoàng thất dòng họ còn dám có cái gì dị động hay sao hạ thiên khinh thường nói hồ đồ nước xa không cứu được lửa gần hoàng thất dòng họ bên trong cường giả có bao nhiêu ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao liền ngươi dạng này tính tình ngươi sẽ đắc tội bao nhiêu người chính ngươi so ta còn rõ ràng không nên coi thường những người khác dã tâm càng không nên coi thường những người khác quyết tâm cùng nhẫn tâm cá chết lưới rách đồng quy vu tận chuyện như vậy phát sinh còn ít sao. Hạ trụ tận tình khuyến cáo, vẫn không có để Hạ Thiên phóng ở trong lòng, lúc này Hạ Thiên, ngạo khí trùng thiên, coi trời bằng vùng. Trong mắt hắn, toàn bộ phong long giới vực đều đã có chút nhỉ không lên. Phụ hoàng, người ta sẽ giết, nhưng ta cũng tương tự muốn để tất cả mọi người biết rõ, ta Hạ Thiên, không phải ai đều có thể đối phó. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Chỉ có ta mới có thể dẫn đầu thánh đường thần triều đi đến hắn nguyên bản không nên có độ cao. Hạ Thiên trầm giọng nói. Có chi khí là chuyện tốt, nhưng không muốn nóng vội. Được rồi, ngươi vẫn là hảo hảo tu luyện đi. Ba ngày sau sắc phong đại điển không muốn đến trễ. Lần này tới rất nhiều người, không muốn thất lễ tại người. Hạ trụ nhắc nhở. Phụ hoàng yên tâm, ta sẽ để cho bọn hắn kiến thức đến, như thế nào thiên tài chân chính. Hạ Thiên tự tin cười một tiếng. Hạ trụ nhìn xem Hạ Thiên, trong lòng cũng là bất đắc dĩ hít một hơi, hắn nhìn ra được, mình nói nhiều như vậy, Hạ Thiên một câu cũng không có nghe lọt. Ngoài Hoàng Thành, Hạ Kiệt nhìn xem Hoàng Thành cửa thành, ánh mắt bên trong thần sắc mười phần phức tạp. Trở về. Chính mình cuối cùng vẫn là về tới nơi này. Sư Tôn, trong cơ thể ta kia cỗ năng lượng, có phản ứng. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 694, Hạ Kiệt, để chân trường an cũng là nhớ mày. Hạ Kiệt thể nội năng lượng một mực ở vào một cái bình ổn trạng thái mà lại chưa từng có bất kỳ dị dạng vì sao đến cái này hoàn thành bên ngoài ngược lại có dị dạng cỗ này năng lượng liền tại phụ cận hay sao ngươi bây giờ có cảm giác gì trần trường an hỏi giống như giống như tại chỉ cho ta dẫn một cái phương hướng sư tôn nó có thể hay không muốn mang ta đi cái gì địa phương không đúng phải nói nó thật giống như là muốn mang ngài đi cái gì địa phương hạ kiệt cũng không biết rõ vì cái gì chính mình sẽ có loại cảm giác này nhưng chính là cảm thấy cỗ này năng lượng đột nhiên xuất hiện dị động không phải là vì chính mình, mà là vì sư tôn Trần Trường An. Đi, trước đi qua nhìn kỹ hãng nói. Vâng, Hạ Kiệt dựa theo thể nội năng lượng cho mình chỉ dẫn, cuối cùng mang theo Trần Trường An một đoàn người, đi tới Hoàng Thành 50 km bên ngoài một chỗ hoang sơn. Đến chỗ này, Hạ Kiệt không khỏi nhướng mày. Nơi này cự ly Hoàng Thành bất quá 50 km, nhưng tương phản thật sự là quá lớn. Hoang vu, hôi thối, tràn đầy huyết tinh chi khí. Cái này toàn bộ hoang sơn, lại là một chỗ bãi tha ma đại ca theo lý thuyết hoàng thành chung quanh hẳn là sẽ không xuất hiện loại này địa phương mới đúng chứ hoàng thất làm sao lại cho phép có dạng này một cái địa phương tồn tại đại hoàng có chút hiếu kỳ hỏi trần trường an nhìn thoáng qua cái này hoang sơn hoàn cảnh xác thực không nên tồn tại mà lại trần trường an phát hiện có người bố trí ở chỗ này cấm chế nếu không phải thân ở tại hoang sơn bên trong căn bản là không phát hiện được nơi này tình huống theo trần trường an Cấm chế này có chút vẽ vời thêm chuyện, bởi vì cấm chế này cũng không ngăn cản những người khác tiến vào nơi đây. Nơi này cự ly hoàng thành gần như vậy, có thể tồn tại, nói rõ là hoàng thất ngầm đồng ý. Chỉ bất quá. Trần Trường An cũng có chút không hiểu rõ, hoàng thất ngầm đồng ý xuất hiện như thế một cái địa phương làm cái gì. Sư Tôn, ta giống như biết rõ nơi này là cái gì địa phương. Đây là loạn phần sơn. Loạn phần sơn. Ngươi biết rõ nơi này. Vâng, ta trước kia trong cung thời điểm, Từng nghe người khác nói qua, mà lại khi còn bé những hạ nhân kia thường xuyên dùng cái này địa phương hù dọa ta. Nói nếu như ta không thành thật, liền cho ta ném tới loạn phần sơn. Ta nhớ được, tựa như là nói, trong cung người chết về sau, đều sẽ bị ném tới cái này loạn phần sơn. Xem ra, ta trước đây chết về sau, cũng hẳn là bị ném tới nơi này. Chỉ bất quá, ta nhớ được loạn phần sơn là có quân coi giữ, có thể làm sao không thấy được quân coi giữ. Nghe được hạ kiệt Trần Trường An cũng là nhớ mày. Người chết xử lý phương pháp có rất nhiều, tại sao muốn ném tới cái này loạn phần sơn? Mà lại, cái này bất quá chỉ là một cái bãi tha ma mà thôi, còn muốn phái quân coi giữ. Cái này địa phương đến cùng còn có cái gì bí mật? Hoàng thất làm như thế, lại là có dụng ý gì đâu. Trường An, thánh đường thần triều Hoàng thất, có thể hay không muốn ẩn tàng cái gì, lại hoặc là nói. Nơi này có cái gì bọn hắn kiên kỵ đồ vật, cho nên lựa chọn một loại nào đó tà môn biện pháp áp chế mục phân giao hỏi cũng có thể như vậy đi các ngươi mang theo hạ kiệt đi trước hoàng thành chính ta nhìn xem nơi này tình huống đại ca cái này không thể được à ngươi đi chúng ta làm sao bây giờ ngươi nếu là không kịp trở về chúng ta không có cảm giác an toàn à đại hoàng vội vàng nói ngươi cái sợ hàng ngươi sợ cái rắm có ảnh nhất còn có đạp nguyệt ai có thể đem các ngươi thế nào ngươi làm sao càng ngày càng sợ trần trường an tức giận nói cũng không phải, cũng không phải. Đại ca, ta cái này gọi cẩn thận. Ta nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, kia là tất cả gặp rủi ro cô nương tổn thất. Ta được vì bọn nàng phụ trách à? Đại hoàng nghĩa chính ngôn từ nói. Lăn. Được rồi. Sư tôn, thật không cần chúng ta bồi tiếp ngài sao. Không cần, các ngươi lưu tại nơi này cũng không có tác dụng gì. Đừng chậm trễ chính sự. Yên tâm đi thôi, để bọn hắn nhìn xem, cái gì mới thật sự là thiên tài. Vâng, sư tôn yên tâm, đệ tử tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Mục phân giao mang theo những người khác rời đi về sau, Trần Trường An tiếp tục thâm nhập sâu loạn phần sơn. Cái này địa phương, tuyệt đối có chút cổ quái, nơi này có thể hình thành như bây giờ hoàn cảnh, cũng không phải 10 năm trăm năm có thể làm được. Tối thiểu, phải kể tới 10 vạn năm thậm chí càng lâu. Ngao, hô theo Trần Trường An xâm nhập, hoàn cảnh bốn phía cũng chậm chậm phát sinh cải biến quỷ khóc sói gào, âm phong trận trận, thậm chí đã tạo thành tính thực chất huyết sát chi khí, có được chính mình hình thái. Chỉ bất quá, trở ngại Trần Trường An phát ra kinh khủng khí tức, những này đồ vật cũng không dám tới gần mà thôi. Trên núi dưới núi, quả thực là cách biệt một trời. Cái này loạn phần sơn phía trên, đơn giản như là địa ngục, từng bước thi hài, tiên huyết đầy đất. Hẳn là nơi này. Trần Trường An đi tới cái này loạn phần sơn phía trên, huyết sát chi khí nghiêm trọng nhất trung tâm vị trí toàn bộ loạn phần sơn hình thành tất cả huyết sát chi khí đều tại liên tục không ngừng hướng về nơi này tụ tập phía dưới này đến tột cùng có cái gì đạo nguyên chi khí thật sẽ tồn tại ở cái này địa phương sao trần trường an không cách nào xác định hạ kiệt thể nội kia cỗ năng lượng có phải hay không đạo nguyên chi khí cũng tương tự không nghĩ ra dưới hoàn cảnh như vậy làm sao lại có đạo nguyên chi khí trận pháp vẫn rất lợi hại đáng tiếc cái này đồ vật đối ta vô dụng tới gần về sau trần trường an mới phát hiện nơi này lại còn có một đạo trận pháp tựa hồ đang trấn áp cái gì trần trường an trực tiếp tiến vào trong trận pháp sau một khắc trần trường an từ biến mất tại chỗ xuất hiện ở dưới mặt đất số ngàn mét địa phương nhìn xem trước mặt đen như mực hoàn cảnh trần trường an vung tay lên một cái từng đoàn từng đoàn hỏa diễm trôi nổi tại không trung đem nơi này chiếu lên tươi sáng loạn phần sơn phía dưới có được một cái không gian thật lớn chỉ bất quá xem ra cũng không có bất luận kẻ nào công mở vết tích hẳn là thiên nhiên hình thành. Ta cái gì cũng không biết nói, các ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Mặc kệ các ngươi đến bao nhiêu lần, ta còn là câu nói này. Có gan, các ngươi liền giết ta. Trần Trường An thuận thanh âm nhìn lại, phát hiện là từ một cái lối đi cuối cùng chuyển đến. Sau một khắc, Trần Trường An thân ảnh lóe lên, liền thấy được người nói chuyện. Người này bây giờ đã gần đất xa trời, nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ chết mất, nhưng trong thân thể còn sót lại sinh cơ. Để hắn tại sống 10 vạn năm hẳn không có vấn đề, cùng bề ngoài chỗ bày ra hoàn toàn không đồng dạng. Từng đạo năng lượng tỏa liên, xuyên qua lão giả tứ chi cùng thân thể, đem nó gắt gao khóa lại. Lão giả tựa hồ đã nhận ra Trần Trường An, ngẩng đầu nhìn một chút, không khỏi cũng là xứng sờ. Thế mà tới một tên tiểu bối. Các ngươi lại muốn làm cái gì trò xiếc? Lão giả đỏ như máu ánh mắt, nhìn trong chọc vào Trần Trường An, phảng phất muốn nuốt sống Trần Trường An. Ngươi là ai? Ai đem ngươi vây ở chỗ này? Trần Trường An hiếu kỳ hỏi. Ha 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 ha. Có ý mới, thật sự có ý mới. Đổi mới rồi xáo lộ sao. Đáng tiếc, ta là sẽ không mắc lửa. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 695. Lão giả tính cảnh giác rất cao, thậm chí có thể nói, hắn không tin tưởng bất luận kẻ nào. Đối với Trần Trường An đột nhiên như vậy xuất hiện một người, lão giả y nguyên duy trì 10 phần cảnh giác. Hắn thấy, đây bất quá là địch nhân lại một lần thăm dò, lại một loại thủ đoạn thôi. Thích nói có chết hay không ai nghi tử, dù sao không phải nghi tử ta. Gặp lão đầu thái độ này, Trần Trường An tự nhiên cũng không có sắc mặt tốt cho hắn nhìn. Nghe được Trần Trường An, lão giả ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh lại khôi phục cảnh giác. Mà Trần Trường An cũng không tiếp tục phản ứng lão đầu, hắn chẳng qua là hiếu kỳ hỏi một chút thôi, hắn tới chỗ này chân chính muốn tìm là hạ kiệt thể nội kia cỗ năng lượng. Trần Trường An chậm rãi phóng xuất ra lực cảm giác của mình. Muốn tìm kiếm được cùng hạ kiệt thể nội giống nhau năng lượng, cũng không biết rõ vì sao, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Như là đã dẫn chính mình đến đây, vì sao không để cho mình phát hiện? Theo Trần Trường An, cỗ này năng lượng có nhất định linh trí cùng tư tưởng, bằng không mà nói, không có khả năng đem chính mình dẫn tới. Thật sự là kỳ quái, làm sao tìm được không đến? Trần Trường An nghi ngờ nỉ non một câu. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi giả ra cái dạng này, ta liền sẽ hiếu kỳ hỏi thăm ngươi cái gì. Ngậm miệng cái nào mẹ nó đều có ngươi lão tử nói chuyện với ngươi sao trần trường an tìm không thấy năng lượng vốn cũng không thoải mái lão nhân này còn lại gần đắc ý đây không phải là đuổi tới tìm mắng sao bị trần trường an mắng một câu lão đầu cũng là ngây ngẩn cả người mẹ nó tên vương bát đản này đường gì số đã nhiều năm như vậy chưa hề chưa thấy qua à tiểu tử ta khuyên ngươi tốt nhất nói chuyện với ta khách khí một điểm bằng không mà nói ngươi cũng đừng mẹ nó thổi nhưu bức bằng không mà nói thế nào. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi bây giờ cái này chết ra, ngươi có thể làm gì. Dùng ánh mắt giết ta. Cho ngươi nghiêu bức hỏng. Trần Trường An phe này chuyển vận, trực tiếp đem lão đầu mắng mộng. Hắn bị vây ở chỗ này nhiều năm như vậy, tuy nói đãi ngộ xác thực chẳng ra sao cả, còn chưa từng có bị như thế mắng qua. Ngươi, ngươi thô bỉ. Được được được, ngươi nhã, ngươi yêu nhã, ngươi cao thượng được rồi. Lẫn vào đều đuổi không lên kia bên đường tốt xã cầu, con ở lại chỗ này làm bộ ngươi qua nhiều năm như vậy nếm qua đồ vật sao uống qua rượu sao hưởng thụ qua nữ nhân sao đều không có chứ không có là được rồi ngươi mẹ nó đáng đời dứt lời trần trường an trực tiếp ngồi trên mặt đất từ trong nạp dưới lấy ra không ít mỹ thực rượu ngon ngay trước lão đầu mặt liền bắt đầu bắt đầu ăn nhìn xem trần trường an kia ăn như gió cuốn dáng vẻ lão đầu mặc dù cảm giác không thấy đói nhưng là thật thèm Cả bẫy sáo lộ Đúng, nhất định là như vậy. Hừ, ta sẽ không mắc lừa, tuyệt đối sẽ không mắc lừa. Mặc kệ ngươi nói cái gì, làm cái gì, cũng đừng nghĩ dựa dẫm vào ta đạt được bất kỳ tin tức. Trần Trường An cái này có một phong cách riêng diễn xuất, đối với lão đầu tới nói cảm giác rất mới mẻ, thậm chí rất kích thích, nhưng lão đầu vẫn là duy trì độ cao cảnh giác. Nhưng mà Trần Trường An mới mặc kệ lão đầu nghĩ như thế nào nói thế nào, tự mình vui chơi giải trí. Một bên ăn, Trần Trường An một bên cũng đang tự hỏi Loạn Phần Sơn cũng không phải là đặc biệt lớn, nếu như kia cỗ năng lượng còn tại Loạn Phần Sơn, lấy Trần Trường An cảm giác lực, muốn tìm được hẳn là cũng không phải là đặc biệt khó khăn sự tình. Trừ khi, cỗ này cường đại năng lượng tự mình tiến hành bản thân che đậy, không cho phép người khác tìm tới nó. Ngươi làm gì đi? Gặp Trần Trường An đứng dậy muốn đi, lão đầu đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Ngươi mẹ nó quản ta làm gì đi, liên quan gì đến ngươi? Ngươi tiểu tử có thể hay không thật dễ nói chuyện. Lão tử vui lòng được được được, người mẹ nó yêu làm gì làm gì đi. Lão đầu bị vây ở chỗ này nhiều năm như vậy, hạ người gì chưa thấy qua, dạng gì thủ đoạn chưa thấy qua. Có thể mẹ nó Trần Trường An dạng này, tuyệt đối là lần thứ nhất nhìn thấy. Lão đầu thậm chí đều đã bắt đầu hoài nghi, cái này tiểu tử sẽ không thật đặc nương chính là cái sông lầm tiến đến à. Có thể phía ngoài trận pháp, Trần Trường An bất quá mới địa thần cảnh tu vi, làm sao có thể sông tiến đến. Giả tượng, tuyệt đối là giả tượng. Nhất định, Hả đi rồi. Thật mẹ nó đi rồi. Lão đầu còn tại suy tư thời điểm, phát hiện Trần Trường An đã không biết đi đâu. Đi vẫn rất nhanh, nhiều trò chuyện một hồi tốt. Rất lâu không cùng người nói chuyện. Cái này tiểu tử nói chuyện, thật có kỉnh. Trần Trường An ly khai, ngược lại là để lão đầu có chút không bỏ, mặc dù không biết rõ Trần Trường An thân phận, nhưng phiếm vài câu, vẫn là thật có ý tứ. Oanh, 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 liên tiếp tiếng nổ lớn truyền đến để lão đầu không khỏi cũng là giật mình. Cái này tiểu tử tại làm gì? Hắn mẹ nó là muốn hủy cái này địa phương sao? Mẹ nó, cỗ khi thế này, cái này mẹ nó là địa thần cảnh đỉnh phong. Vương bát đản, ngươi mẹ nó đến cùng nghĩ làm gì? Oanh, 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 lão đầu gầm thét, cũng không có đạt được Trần Trường An trả lời, bên tai truyền đến, vẫn là không ngừng mà tiếng vang. Ha ha, vẫn là không có. Chẳng lẽ nơi này thật không có kia cỗ năng lượng? nhưng nếu là không có hạ kiệt thể nội năng lượng làm sao lại chỉ dẫn hắn mang theo chúng ta tới trần trường an đối loạn phần sơn không ngừng oanh tạc chính là muốn nhìn một chút có thể hay không có cái gì phát hiện có thể một phen oanh tạc về sau chẳng phát hiện bất cứ thứ gì liền phảng phất nơi này căn bản lại không tồn tại dạng này một cỗ năng lượng ngươi rốt cuộc muốn làm gì ngươi là muốn đem ta sống chôn sao nghe được lão đầu gầm thét trần trường an thân ảnh lóe lên lần nữa về tới lão đầu bên này Ngươi chó sủa cái gì? Ngươi bây giờ dạng này, chết cũng tốt, giải thoát không phải. Ngươi thật muốn giết ta. Không thù không oán, ta giết ngươi làm gì? Ta là tới tìm đồ vật. Tìm đồ vật. Nghe được Trần Trường An là muốn đi qua tìm đồ vật, lão đầu lông mày hơi nhíu lại, khó đạo chân chính là mình suy nghĩ nhiều. Ngươi không phải Cửu Thánh Sơn người. Cửu Thánh Sơn? Cái này cùng Cửu Thánh Sơn có quan hệ gì? Đây không phải là hoàng thất làm ra loạn phần sơn sao? Nhìn thấy Trần Trường An ánh mắt bên trong nghi hoặc, lão đầu tựa hồ càng thêm vững tin, cái này Trần Trường An còn giống như thật không phải cửu thánh sơn phái tới người. Ngươi làm thật không phải cửu thánh sơn người. Cửu thánh sơn tính cái gì đồ vật? Trần Trường An khinh thường nói. Cũng không phải người của hạ gia. Hạ gia thì càng tính không lên cái gì đồ vật. Tốt tốt tốt, ha 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 ha. Nghe được Trần Trường An, lão giả cuồng tiếu lên, buồn cười lấy cười, lão giả lại đột nhiên trở nên nghiêm túc. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi mẹ nó muốn tin hay không, lão tử để ngươi tin. Chán. Trần Trường An để lão giả lại ngây ngẩn cả người, cái này tiểu tử nói chuyện làm sao như thế nghẹn người đâu. Ngươi cũng không có việc gì, không có việc gì đừng mẹ nó chậm trễ ta tìm đồ vật. Trần Trường An tức giận nói. Đừng đừng đừng. Gấp làm gì à? Tâm sự. Cho chuyện em gái ngươi, xéo đi. Tìm ngươi nói chuyện thời điểm ngươi giả con bê, bây giờ nghĩ Hàn Huyên cho ngươi đẹp mặt. Văn ngươi, tâm sự đi. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 696. Ta nói ngươi người này, vừa rồi tìm ngươi trò chuyện, ngươi cùng ta giả con bê. Hiện tại lại cầu ta trò chuyện. Ngươi có phải hay không biến thái? Được, chỉ cần ngươi cùng ta trò chuyện, ta có thể thừa nhận chính mình biến thái. Tâm sự trò chuyện, ngươi mẹ nó nếu là trò chuyện không ra cái gì hữu dụng đồ vật, lão tử trước giết chết ngươi. Nghe được Trần Trường An nói như vậy, lão đầu nở nụ cười. Ai ta đi, ngươi mẹ nó vẫn là đừng cười. Quá hàn sầm. Trần Trường An một câu, để lão đầu kém chút không có một hơi nghẹn chết. Muốn ta thịnh hoa vân, năm đó cũng là phong lưu phóng khoáng anh Tuấn bất phàm, không nói là. Được được được, ngươi nhanh đừng chém gió nữa. Ta muốn hay không cho ngươi tìm tấm gương, ngươi xem một chút mình bây giờ đức hạnh gì. Phong lưu phóng khoáng, anh Tuấn bất phàm. Ngươi cũng cũ dích, ven đường kia cây khô dáng dấp đều so ngươi xinh đẹp bị trần trường an bẩn thỉu một trận lão đầu cũng là bất đắc dĩ hít một hơi ngươi mẹ nó ngược lại là nói chuyện à ngươi còn trò chuyện không trò chuyện gặp lão đầu hít một hơi về sau liền xa vào đến thật sâu trầm mặc trần trường an bất đắc dĩ nói đúng trò chuyện kia đến trò chuyện đã nhiều năm như vậy phàm là lại tới đây người đều là đánh ta trên thân bí mật người còn tốt ngươi không phải vậy nhưng nói không chính xác biết người biết mặt không biết tâm ta cũng không phải cái gì người tốt ha 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 ngươi cái này tiểu tử coi là thật thú vị ta hỏi ngươi bây giờ bên ngoài cửu thánh sơn cùng hạ gia như thế nào lão đầu hỏi không quá rõ ràng ta vừa tới nơi này không bao lâu bất quá ta cùng cái này cửu thánh sơn còn có hạ gia ngược lại là có chút ân oán không lâu sau đó sẽ không có người lại đến phiền ngươi nghe được trần trường an lời này ý tứ lão đầu không khỏi sững sờ cái này tiểu tử là muốn diệt cửu thánh sơn cùng hạ ra. Nói một chút cái gì ân oán. Trần Trường An bất đắc dĩ nhìn thoáng qua lão đầu, sau đó đem hạ kiệt sự tình nói một lần. Hừ, nghĩ không ra hạ ra vậy mà đều khai sáng thần chiều rồi. Quả nhiên là chó không đổi được đớp cứt. Biết rõ cửu thánh sơn người, vì sao lại loại bỏ hạ ra sao? Lão đầu hỏi. Ngươi biết rõ. Nguyên bản hạ ra, bất quá là cửu thánh sơn một cái gia tộc phụ thuộc. Mà ta, năm đó là cửu thánh sơn thân truyền đại đệ tử thân truyền đại đệ tử được ngươi không cần nói ta đoán ra đoán được ồ ngươi như vậy thông minh vậy ngươi nói một chút nhìn được chưa loại này cẩu huyết cố sự ta nghe qua nhiều lắm đều không có hạ giới kia vẽ vở bên trong thú vị có phải hay không vì tranh đoạt các ngươi cửu thánh sơn lão đại thân phận cho nên sư đệ của ngươi hay là cái gì giết hại ngươi mà hạ gia chính là trông coi ngươi người giết hại ngươi người thành công, trở thành Cửu Thánh Sơn lão đại, sau đó trợ giúp lấy Hạ gia, thành lập cái này Thánh đường thần triều. Cửu Thánh Sơn dưới người đỡ Hạ gia, một mặt là có tầng này quan hệ tại, mặt khác một tầng cũng là nhắc nhở Hạ gia, hảo hảo tận tốt chính mình trách nhiệm. Ta đoán đúng hay không? Nghe được Trần Trường An, lão đầu cũng là cười khổ một tiếng, bởi vì Trần Trường An vẫn thật là đoán không sai biệt lắm. Biết rõ năm đó giết hại ta người là ai chăng? Ta thân đệ đệ cùng vị hôn thê của ta qua nhiều năm như vậy bọn hắn không giết ta là bởi vì trên tay ta có bọn hắn muốn đồ vật đồ vật còn tại trên tay của ta ta liền có thể sống ngươi không muốn hỏi một chút ta cái gì đồ vật sao liên quan ta cái rắm ta lại không muốn ta hỏi ngươi ngươi bị giam ở chỗ này bao lâu không biết rõ ta đã nhớ không rõ bao nhiêu năm vậy ngươi nhốt tại nơi này lâu như vậy có hay không cảm ứng được cái gì tương đối kỳ quái năng lượng kỳ quái năng lượng lão đầu vẫn là lắc đầu hắn bị giam ở chỗ này lâu như vậy chưa từng có phát hiện qua được hỏi ngươi cũng là hỏi không được chính ngươi chơi đi ta phải bận rộn công việc mình làm đừng 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 cho chuyện tiếp hội cho chuyện cái rắm cùng ngươi trò chuyện lâu như vậy đã đủ ý tứ ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước thật vất vả tìm tới một cái nói chuyện trời đất lão đầu cái này còn có một bụng lời còn chưa dứt làm sao có thể cứ như vậy bỏ lỡ đúng rồi ta giống như thật nhớ lại một việc. Trần Trường An vừa muốn đi, lão đầu một câu, để Trần Trường An đình chỉ rời đi bước chân. Ngươi tốt nhất thật nhớ lại. Là thật. Đại khái tại hơn hai năm trước đó, đúng, không sai biệt lắm chính là cái này thời gian. Ta lúc ấy trong mơ hồ, tựa hồ cảm ứng được một cỗ năng lượng, nhưng là rất nhanh liền biến mất không thấy. Cho nên ta cũng không có quá coi ra gì. Hơn hai năm trước đó, Trần Trường An nhíu mày, khoảng thời gian này, hẳn là hạ kiệt trước đây bị ném tới loạn phần sơn thời gian ngươi suy nghĩ kỹ một chút cỗ này năng lượng đến tột cùng xuất hiện tại cái gì địa phương trần trường an hỏi cái này lão đầu bắt đầu nhớ lại bắt đầu chỉ bất quá kia cỗ năng lượng xuất hiện thời gian thật sự là quá mức ngắn ngủi không xa cũng không gần nhưng là hẳn là ngay tại kề bên này lời này nói cùng mẹ nó không nói đồng dạng được chính ngươi tại cái này chơi đi ta đi qua tìm xem ngươi trước chờ đã ngươi gấp gáp như vậy làm gì ngươi có hết hay không không phải ta là muốn nói ngươi có thể cứu cứu ta không cứu ngươi trần trường an nhìn thoáng qua lão đầu tiện tay trực tiếp đưa tay đem khóa ở trên người hắn năng lượng tỏa liên kéo đứt một màn này để lão đầu kém chút hoài nghi nhân sinh liền cứ như vậy sẽ đứt không phải đâu ngươi mẹ nó thật chỉ là địa thần cảnh tu vi tu vi không sai thực lực chưa hẳn không có trói buộc về sau lão đầu cảm giác chưa bao giờ có dễ chịu, cơ năng của thân thể cũng đang nhanh chóng chữa trị. Được rồi, lại giúp ngươi một cái. Dứt lời, Trần Trường An trực tiếp đưa tay bắt lấy lão đầu cánh tay, sau một khắc, một cỗ to lớn sinh mệnh chi lực xông vào đến già đầu trong thân thể. Sinh mệnh pháp tắc. Ngươi còn lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc. Cảm nhận được thể nội cái này liên tục không ngừng xuất hiện sinh mệnh chi lực, lão đầu một mặt trần kinh. Đối với vạn cổ thần vực cường giả mà nói, lực lượng pháp tắc, cơ hồ là nhân thủ thiết yếu, nhưng chân chính cường đại lực lượng pháp tắc cũng không phải là người nào đều có thể lĩnh ngộ. Mà cái này sinh mệnh pháp tắc chính là một trong số đó. Lão đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên trẻ bắt đầu. Tuy nói thân thể nhiều năm như vậy tổn thương không có cách nào nhanh chóng phục hồi như cũ, nhưng thực lực đã khôi phục được thần tướng cảnh. Ngươi rốt cuộc là ai? Lão đầu nhìn về phía Trần Trường An, đối với người trẻ tuổi trước mặt này hiếu kỳ tới cực điểm. Ngươi quản ta là người như thế nào? Cứu ngươi không thể trắng cứu, có chỗ tốt không có. Cái gì chỗ tốt? Ngươi tiểu tử thật đúng là sẽ làm sinh ý, cứu người trước, sau lấy tiền. Bất quá, ta hiện tại không có cái gì, nhưng ta có thể đáp ứng ngươi, rời đi nơi này về sau, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Bánh vẽ. Đi, lão nhân này thật giỏi, bây giờ liền bắt đầu bánh vẽ rồi. Bớt nói nhảm, ngươi mẹ nó giúp ta tìm không thấy ta muốn đồ vật. Lão tử tự tay đem ngươi khóa tại đây. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 697. Đều như thế đã nửa ngày, ngươi đến cùng có thể hay không xác định vị trí. Nhìn xem thịnh hoa vân đổi tới đổi lui lâu như vậy, nhưng Thủy Trung không có cách nào xác định vị trí, Trần Trường An cũng có chút bất đắc dĩ. Thịnh hoa vân lúc này cúi đầu trầm tư, trong miệng đây lẩm bẩm nói, tựa như là nơi này, lại hình như không phải. Không đúng, không phải nơi này. Là nơi này. Giống như cũng không phải. Kia là chỗ nào đâu. Thịnh Hoa Vân cho mày, ngẩng đầu một cái, lại phát hiện Trần Trường An vảnh lên chân bắt chéo, nhàn nhã ngồi ở kia vừa ăn đồ vật. Ta nói, đến cùng là ngươi tìm vẫn là ta tìm. Ngươi liền không biết rõ giúp đỡ chút sao. Thịnh Hoa Vân tức giận nói, ta có thể tìm tới còn cần ngươi. Ngươi nắm chắc thời gian, ta còn có chuyện khác đây. Gặp Trần Trường An cái này nhàn nhã bộ dáng, Thịnh Hoa Vân là một chút cũng nhìn không ra hắn sốt ruột. Bất đắc dĩ hít một hơi, Thịnh Hoa Vân nương tựa theo trí nhớ của mình, lại bắt đầu tìm kiếm đúng chính là cái này hẳn là cái này thịnh hoa vân vừa muốn ngoảnh lại lại phát hiện trần trường an đã xuất hiện ở trước mặt hắn tốt ra hỏa tốc độ này là thật là nhanh ngươi xác định chính là cái này trần trường an hỏi không sai chính là chỗ này nhưng là ta không cảm ứng được bất luận cái gì năng lượng ba động ngươi muốn tìm đến cùng là cái gì thịnh hoa vân hiếu kỳ hỏi không có gì ngươi đi trước một bên đợi đi chính ta tìm một cái gặp trần trường an nói như vậy thịnh hoa vân cũng không có hỏi tới một người tự mình tại cái này chu vi bắt đầu đi dạo ngươi đi dạo cái gì trần trường an không hiểu hỏi nói nhảm bị vây nhiều năm như vậy ta đi hai bước thế nào hoạt động một chút gân cốt không được sao thịnh hoa vân tức giận nói được ngươi tiếp tục đi đúng rồi ngươi tại sao không đi bên ngoài đi bộ một chút không phải tại cái này nghe được trần trường an Thịnh Hoa Vân có chút ghét bỏ nhìn Trần Trường An một chút, nói, ta mẹ nó nếu có thể ra ngoài, ta đã sớm đi ra. Phía trên trận pháp chuyên môn dùng để vây khốn ta, ta làm sao ra ngoài. Nha, văn nhã người cũng bạo nói tục rồi. Thô bỉ. Trần Trường An khinh bỉ nhìn Thịnh Hoa Vân một chút. Ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian tìm ngươi đồ vật đi. Thịnh Hoa Vân cũng là lười nhác lại cùng Trần Trường An nói nhảm. Cái này tiểu tử nói chuyện quá khinh người mà Trần Trường An lúc này cũng đem tâm tư toàn bộ đều đặt ở tìm kiếm năng lượng phía trên, cũng không biết rõ cuối cùng có phải hay không đạo nguyên chi khí. Cái này tiểu tử, đến cùng lĩnh ngộ bao nhiêu loại lực lượng pháp tắc. Nhìn thấy Trần Trường An thân thể không có vào đến xuống mặt trong đất, Thịnh Hoa Vân rất rõ ràng, Trần Trường An mới vừa rồi là thi triển thủ chi pháp tắc. Thịnh Hoa Vân rất hiếu kỳ, Trần Trường An đến tụt cùng là ai? Rõ ràng Tu Vi chỉ có địa thần cảnh, nhưng thực lực nhưng không để khinh thường, hơn nữa còn nắm giữ lấy rất nhiều lực lượng pháp tắc mà lúc này Trần Trường An không ngừng mà thâm nhập dưới đất, cũng không biết đến tột cùng đi qua bao lâu, chầm xuống bao sâu cự ly. Đột nhiên, Trần Trường An cảm giác được một cỗ bình chứng tựa hồ ngăn cản chính mình. Trần Trường An còn là lần đầu tiên gặp phải có thể ngăn lại chính mình bình chứng, nhưng mà cũng chỉ là hơi dừng lại một cái, Trần Trường An liền tiến vào kia bình chứng bên trong. Bình chứng bên trong lại là một không gian riêng biệt. Nguyên lai, like, ngăn lại chính mình là không gian này hàng rào, cũng không phải là trận pháp gì cấm chế không gian không lớn lại dị thường sáng tỏ trong này không có cái gì chỉ có cách đó không xa một cái hồ nước trần trường an cũng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp thả người nhảy lên tiến vào hồ nước bên trong chính là chỗ này hồ này lại là cỗ này năng lượng hình thành làm tiến vào hồ nước về sau trần trường an lúc này mới phát hiện hồ này là từ một cỗ năng lượng hội tụ mà thành mà lại cỗ này năng lượng chính là hạ kiệt thể nội kia cỗ năng lượng lúc này tại trần trường an tiến vào hồ nước về sau chu vi năng lượng bắt đầu nhanh chóng xông vào trần trường an trong thân thể theo cỗ này năng lượng xuất hiện trần trường an tu vi cũng bắt đầu nhanh chóng tăng lên chỉ chớp mắt cũng đã đi qua ba ngày thời gian thịnh hoa vân gặp trần trường an thật lâu đều chưa từng xuất hiện trong lòng cũng có chút bận tâm dù sao trần trường an nếu là đi vậy hắn vẫn là trốn không thoát cái này địa phương cái này tiểu tử sẽ không thật đem chính ta ném ở cái này à hẳn là sẽ không ta nhìn hắn người không tệ ân nhất định sẽ không Hoàng Thành, Đại Tẩu, Đại Ca còn chưa có trở lại, vậy chúng ta phải làm sao? Không đợi hắn sao? Gần nhất trong khoảng thời gian này, không ít người đều đi tới Hoàng Thành, muốn tham gia náo nhiệt, coi như không cách nào tận mắt nhìn thấy, nhưng có thể nhanh nhất nghe được một chút tin tức cũng là không tệ. Cho nên Mục Vân Giao sự xuất hiện của các nàng cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Không đợi. Hắn hẳn là tìm tới kia cỗ năng lượng. Mục Vân Giao sau khi nói xong nhìn về phía Hạ Kiệt, hỏi, khẩn trương sao? Nghe được Mục Vân Giao, Hạ Kiệt hít sâu một hơi, sau đó nhẹ gật đầu nói, có một chút. Sư tôn không tại, ta luôn cảm giác thiếu khuyết một tia lực lượng. Bất quá, ta sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Gặp Hạ Kiệt nói như vậy, Mục Vân Giao gật đầu cười. Ngươi không thể so với bất luận kẻ nào tranh lệch, tương phản, ngươi tu luyện thiên phú, xa so với rất nhiều người đều mạnh hơn. Sư phụ ngươi chưa hề đều không phải là một cái ưa thích khích lệ người khác người, nhưng hắn đối ngươi, rất hài lòng. Mục Vân Giao, để Hạ Kiệt cũng kích động. Mặc dù chỉ là đi theo Trần Trường An bên người một năm lâu, nhưng Hạ Kiệt rất rõ ràng Trần Trường An đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Có thể làm cho Trần Trường An hài lòng, cái này đối với Hạ Kiệt tới nói là lớn vô cùng cổ vũ. Sư mẫu, chúng ta đi thôi. Có một số việc, nên đi làm. Gặp Hạ Kiệt đã không còn khẩn trương, Mục Vân Giao nhẹ gật đầu, sau đó đám người liền ly khai khách sạn. Lúc này trong Hoàng Cung, tân khách tụ tập. Thật sự là không nghĩ tới, hạ gia lão tổ tông cùng cửu thánh sơn lão tổ tông vậy mà đều hiện thân đúng vậy à nhìn ra được bọn hắn đối với hạ thiên rất xem trọng à đương nhiên coi trọng đây chính là như yêu nghiệt thiên tài à thời gian một năm từ địa thần cảnh nhất trọng đột phá đến địa thần cảnh cửu trọng đây cũng không phải là ai cũng có thể làm được không đủ trăm tuổi địa thần cảnh cửu trọng tương lai thành tựu không thể đoán trước à đất này minh vực có mặt mũi nhân vật thế nhưng là đều đến chiến trận này thế nhưng là không thấy nhiều A à, bên kia những người kia là ai? Các người ai biết rõ? Những người kia giống như không phải chúng ta Minh vực. Ngoại tào kia, đây không phải là triệu gia cùng nhạc gia người sao? Bọn hắn cũng tới. Cái nào triệu gia cùng nhạc gia? Ngớ ngẩn, Phong Long giới vực còn có cái nào triệu gia cùng nhạc gia? Tê, chẳng lẽ là? Không tệ, chính là thực lực so cửu thánh sơn còn kinh khủng hơn kia hai nhà. Bọn hắn làm sao lại xuất hiện tại cái này? cửu thánh sơn có mặt mũi lớn như vậy sao triệu gia cùng nhạc gia xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều cảm giác mười phần ngoài ý muốn cửu thánh sơn là rất mạnh có được thần vương đỉnh phong lão tổ tọa chấn nhưng toàn bộ cửu thánh sơn cũng liền như vậy một vị thần vương đỉnh phong mà cái này triệu gia cùng nhạc gia thần vương đỉnh phong cũng không chỉ một vị thậm chí đồn đại còn có nửa bước thần hoàng cảnh giới cường giả phong long giới vực đệ nhất yêu nghiệt ha ha ta ngược lại muốn xem xem là có hay không có lợi hại như vậy bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 698. Triệu Phong Hoa đã từng công nhận Phong Long giới vực đệ nhất yêu nghiệt. Hắn lần này mang theo Triệu Gia người tới, mục đích chủ yếu chính là đối với mình cái này đệ nhất yêu nghiệt thân phận bị cướp không phục lắm. Nhưng Triệu Gia cũng không phải đến tìm phiền phức, Triệu Phong Hoa chỉ là muốn nhìn xem, cái này Hạ Thiên đến tộc cùng có dạng gì bản sự. Nguyên bản ta cái này vạn năm lão nhị liền rất khó chịu. Hiện tại liền lão nhị đều không cho ta làm ta thì càng khó chịu. Triệu Phong Hoa, ngươi cảm thấy cái này Hạ Thiên, vì sao lại đột nhiên cuột khởi? Nhạc Kiêu Long cùng Triệu Phong Hoa quan hệ của hai người vô cùng tốt, thân là Phong Long giới vực đệ nhất yêu nghiệt cùng thứ hai yêu nghiệt, trong mắt người ngoài, bọn hắn đấu túi bụi. Có thể quen thuộc người đều biết rõ, hai người này tốt còn kém chung một phe. Cho tới nay bị Triệu Phong Hoa đè ép một đầu, Nhạc Kiêu Long là chịu phục, dù sao hắn rất rõ ràng Triệu Phong Hoa thiên phú và thực lực cho nên tâm hắn cam tình nguyện được xưng là thứ hai yêu nghiệt. Nhưng hôm nay cái này Thánh Đường thần chiều đột nhiên liền xuất hiện một cái đệ nhất yêu nghiệt, cái này khiến hai người bọn họ đều rất không thoải mái. Mấu chốt nhất là, cái này Hạ Thiên là đột nhiên quật khởi, bọn hắn đều rất hiếu kỳ, trong này có phải hay không có cái gì bí mật. Không đủ trăm tuổi địa thần cảnh cửu trọng, xác thực rất mạnh. Nhưng rõ ràng trước đó, cái này Hạ Thiên chính là một cái phổ thông thiên tài mà thôi. Vì sao lại đột nhiên quật khởi? Trong này chỉ sợ có cái gì bí mật không muốn người biết triệu phong hoa cười lạnh nói ngươi định làm gì tự mình xuất thủ thăm dò một cái cái này tiểu tử thực lực nhạc kiêu long cười hỏi được rồi hai người chúng ta xuất thủ không thích hợp có chút khi dễ người xem trước một chút rồi nói sau coi như không nể mặt hạ ra bao nhiêu cũng phải cấp cửu thánh sơn một điểm mặt mũi triệu phong hoa vừa cười vừa nói điều này cũng đúng nhìn kỹ hãng nói Triệu Phong Hoa cùng Nhạc Kiêu Long hai người trò chuyện, cũng không có truyền âm, cũng không có cõng bất luận kẻ nào. Dù sao đối với bọn hắn mà nói, bối cảnh cùng thực lực, đủ để cho bọn hắn không cần có bất kỳ lo lắng. Cửu Thánh Sơn lão tổ cùng Hạ Gia lão tổ, tự nhiên cũng nghe đến bọn hắn đang nghị luận cái gì. Không cần lo lắng, bọn hắn sẽ không nháo sự tình. Chút mặt mũi này, bọn hắn vẫn là sẽ cho. Gặp Hạ Gia lão tổ có chút khẩn trương, Cửu Thánh Sơn lão tổ có chút ghét bỏ nhìn hắn một cái. Tuy nói đều là lão tổ, nhưng giữa hai người mặc kệ là thực lực vẫn là địa vị, đều chênh lệch rất xa. Tại Cửu Thánh Sơn lão tổ trước mặt, Hạ gia lão tổ cũng chỉ có thể đủ cúi đầu khom lưng. Ngài nói đúng lắm, thật sự là không nghĩ tới, lần này còn làm phiền phiền ngài tự mình đến một chuyến. Đây là chúng ta Hạ gia phúc khí, cũng là Hạ Thiên phúc khí." Hạ gia lão tổ xu nịnh nói. Nghe nói như thế, Cửu Thánh Sơn lão tổ vừa cười vừa nói, "Hạ Thiên trên thân, cũng có chúng ta Cửu Thánh Sơn huyết mạch." xem như tự mình người. Huống hồ, cái này tiểu tử bây giờ thánh cốt mang theo, tương lai thành tựu hoàn toàn không phải ta có thể do. Tự mình tới một chuyến, cũng không tính cái gì. Gặp cửu thánh sơn lão tổ như thế xem trọng hạ thiên, hạ gia lão tổ cũng mười phần cao hứng. Hạ thiên thành tựu càng cao, hạ gia địa vị cũng sẽ càng cao, nếu là tương lai hạ thiên thành liền thần đế chi cảnh. Đừng nói cái này một cái phong long giới vực, chính là tại toàn bộ vạn cổ thần vực, hạ gia cũng sẽ dương danh lập vạn, chiếm cứ một chỗ cắm rủi bất quá tại hạ thiên quật khởi trước đó chúng ta vẫn không thể chủ quan bởi vì tại yêu nghiệt thiên tài chết rồi cũng không đáng giá một đồng nhớ kỹ sao chúng ta không chỉ muốn vì hắn cung cấp ưu việt nhất tài nguyên tu luyện cũng nhất định phải bảo vệ tốt hắn an toàn cửu thánh sơn lão tổ nhắc nhở ngài yên tâm chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt hạ thiên an toàn các ngươi hạ gia nhiều ít vẫn là hơi yếu một chút lần này ta từ cửu thánh sơn mang đến mấy người về sau liền lưu tại hạ thiên bên người đi bọn hắn đều là thần vương cảnh giới nghe được cửu thánh sơn lão tổ hạ gia lão tổ cũng là chấn động trong lòng thủ bút thật lớn vậy mà trực tiếp phái mấy cái thần vương cảnh giới cường giả bảo hộ hạ thiên phải biết hạ gia mặc dù có thần vương nhưng cũng không nhiều liền xem như hắn hạ gia lão tổ cũng bất quá là thần vương tam trọng cảnh giới thôi sắc phong đại điển hiện tại bắt đầu làm thái giám kia bé nhọn thanh âm xuất hiện, tất cả mọi người hướng về đài cao tử thượng khán đi qua. Hạ trụ tiến lên một bước, nhìn về phía đông đảo tân khách, vừa cười vừa nói, chư vị tân khách đến, để chúng ta thánh đường thần chiều bồng tất sinh huy. Ở chỗ này, ta muốn trước cảm tạ cửu thánh sơn lão tổ ủng hộ. Cũng tương tự muốn hoan nghênh triệu gia cùng nhạc gia đến. Hoan nghênh tất cả tân khách cho chúng ta thánh đường thần chiều cái này chút tình mọn. Lần này có thể đến như vậy nhiều người, là hạ trụ trước đó không có nghĩ tới, cái này trong lúc vô hình cũng nói thánh đường thần chiều bây giờ địa vị cũng tại một chút xíu tăng lên. Mà hết thảy này, không chỉ có cửu thánh sơn ủng hộ, đồng dạng càng là bởi vì có hạ thiên tên yêu nghiệt này siêu cấp thiên tài. Cho mời thái tử hạ thiên. Thái giám ở một bên hưng phấn hô một câu. Sau một khắc, trước mắt bao người, hạ thiên mặc một thân hoa lệ đến có chút sốc nổi trang phục từ trên trời giáng xuống. Bộ y phục này chính là hạ gia vì hạ thiên thần thái tử cái thân phận này, cố ý tạo ra. Nhìn, thậm chí so hạ trụ cái này đế vương long bảo đều muốn hoa lệ. Hạ Thiên một mặt cao ngạo đứng tại hạ trụ bên cạnh, kia tư thái, để không ít người đều là lông mày hơi nhíu lại. Quá nhẹ nhàng. Triệu Phong Hoa cùng Nhạc Kiêu Long càng là coi nhẹ cười lạnh một tiếng. Tuy nói là một thiên tài, nhưng hôm nay cũng bất quá chỉ là địa thần cảnh cửu trọng thôi. Ngươi tại cùng cái gì? Tại hai người này xem ra, Hạ Thiên cái này cái gọi là thần thái tử, bất quá chỉ là tiểu nhân chợt giàu. Đột nhiên có được như yêu nghiệt tu luyện thiên phú, liền coi chính mình cao cao tại thượng, ai cũng không coi vào đâu. Con đường tu luyện, thiên phú dĩ nhiên trọng yếu, nhưng tâm tính quan trọng hơn. Hạ Thiên có thiên phú và tâm tính, hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Dạng này người, đi không dài, cũng đi không xa. Rất thất vọng. Ta cũng thế. Triệu Phong Hoa cùng Nhạc Kiêu Long hai người liếc nhau, rất hiển nhiên, Hạ Thiên hành vi cử chỉ, để cho hai người mười phần thất vọng. Hạ Thiên, đồng dạng chú ý tới hai người kia đã từng đệ nhất yêu nghiệt cùng thứ hai yêu nghiệt, chỉ bất quá, Hạ Thiên nhìn về phía hai người ánh mắt, lại lộ ra một tia khinh miệt. Cái ánh mắt này, để Triệu Phong Hoa cùng Nhạc Kiêu Long đều là sầm mặt lại. Hạ Trụ lúc này cũng chú ý tới hai người biểu tình biến hóa, lại nhìn về phía một bên Hạ Thiên, kia một mặt dáng vẻ khiêu khích, để Hạ Trụ kém chút tức nổ tung. Hạ Thiên, chú ý chính một cái thái độ. Quên ta trước đó đã nói với ngươi lời nói sao? Hạ Trụ truyền âm nhắc nhở. Phụ hoàng, ta biết rõ Hạ Thiên cười cười, bao nhiêu cũng là bớt phóng túng đi một chút. Tốt, tranh thủ thời gian bắt đầu đi." Dứt lời, Hạ Trụ nhìn thoáng qua Thái giám bên cạnh. Thái giám lập tức hiểu ý, vội vàng la lớn, "Sắc phong nghi thức hiện tại bắt đầu." Chờ một cái. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 699, Hà đột nhiên xuất hiện thanh âm, làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Mà Hạ Trụ cùng Hạ Thiên hai người, càng là một bộ gặp quỷ bộ dáng. Bởi vì cái này thanh âm, hai người bọn họ đều từng nghe từng tới, hơn nữa còn vô cùng quen thuộc. Hạ Kiệt, cái này rõ ràng đã chết người, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Hạ Thiên, đoạt người khác đồ vật, ngươi dùng rất dễ chịu sao? Ngươi cảm thấy ngươi phối trở thành đệ nhất yêu nghiệt sao? Trước mắt bao người, Hạ Kiệt đồng dạng lựa chọn từ trên trời giáng xuống ra sân phương thức. Nhìn thấy Hạ Kiệt một khắc này, Hạ Trụ cùng Hạ Thiên đơn giản không dám tin tưởng con mắt của mình. Hắn sống hắn làm sao có thể sống được xuống tới mà lại hắn lại còn có tu vi địa thần cảnh cửu trọng đồng dạng địa thần cảnh cửu trọng hạ trụ làm sao cũng không nghĩ tới đã mất đi thành cốt bị ném tới loạn phần sơn hạ kiệt không chỉ sống thậm chí tu vi đều giống như hạ thiên tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung đến hạ kiệt trên thân đồng thời đối với hạ kiệt mới vừa nói ra kia lời nói càng là hiếu kỷ hạ thiên cầm người khác cái gì đồ vật người này là ai Cửu Thánh Sơn lão tổ nhướng mày, mà một bên hạ gia lão tổ đồng dạng nghi ngờ lắc đầu. Cái này đây không phải là 15 hoàng tử Hạ Kiệt sao? Hắn không phải chết sao? Tại sao lại xuất hiện? Đúng à, ta nghe nói hơn 2 năm trước hắn liền chết à. Hạ Kiệt dù sao từ nhỏ đã sinh hoạt trong cung, vẫn có một ít người đem hắn nhận ra được. Có thể lời kia vừa thốt ra về sau, những cái kia trong cung hạ nhân bỗng cảm giác không ổn, tựa hồ nói cái gì không nên nói, thế là vội vàng ngậm miệng. Nhưng tại trận người từng cái nhĩ lực sao mà kinh khủng tất cả mọi người biết rõ bất thình lình người thân phận một cái đã chết mất hoàng tử thú vị chuyện này tựa hồ trở nên thú vị bắt đầu triệu phong hoa vừa cười vừa nói hạ kiệt không nên hồ nháo hôm nay là chúng ta hạ ra mặt trời tử ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút có ai không đem hạ kiệt mang cho ta xuống dưới hạ trụ lạnh giọng nói làm sao gấp gáp như vậy đem ta mang đi là sợ ta đem bí mật nói ra sao? Ha 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 ha. Ta tốt phụ hoàng, ngươi vì hạ thiên, tức đoạt ta một thân thánh cốt thời điểm, hẳn là sẽ không nghĩ đến, ta còn có thể sống sót à. Lời này vừa nói ra, đông đảo tân khách đều là chấn động trong lòng. Tức đoạt thánh cốt? Mà nó, ta liền nói cái này hạ thiên làm sao đột nhiên quật khởi, hợp lấy, thật đoạt người khác đồ vật. Nhạc Kiêu Long cười lạnh nói. Thánh cốt? Khó trách cái này hạ thiên tốc độ tu luyện khủng bố như thế triệu phong hoa cũng là nhướng mày làm sao cũng không nghĩ tới thánh đường thần triều bên trong vậy mà lại có thân người phụ thành cốt nói hưu nói vượn ngươi bớt ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng tranh thủ thời gian cút cho ta nếu không đừng trách ta đối ngươi không khách khí hạ trụ lạnh giọng nói làm sao lại giết ta một lần sao đã ta hôm nay dám đến liền không sợ ngươi có bất kỳ thủ đoạn gì hạ thiên ngươi không phải nói chính mình là đệ nhất yêu nghiệt sao vậy ta hôm nay liền muốn khiêu chiến ngươi ngươi dám tiếp sao hạ kiệt lạnh giọng nói khiêu chiến đối mặt hạ kiệt khiêu chiến hạ thiên coi nhẹ cười một tiếng hạ kiệt ngươi tính cái gì đồ vật ngươi cũng xứng khiêu chiến ta ngươi sợ hạ kiệt ánh mắt khinh miệt nhìn xem hạ thiên hạ kiệt ánh mắt để hạ thiên tức giận không thôi tại hạ thiên trong lòng chưa hề liền không có để mắt qua hạ kiệt thậm chí trong mắt hắn hạ kiệt là đê tiện tồn tại nhưng hôm nay cái này đê tiện hạ kiệt cũng dám dùng loại này ánh mắt khinh miệt chính nhìn xem muốn chết vậy ta liền thành toàn ngươi hạ thiên ánh mắt lạnh lẽo sau một khắc trực tiếp hướng về hạ kiệt vò tới nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp ngoài ở đây dữ liệu của tất cả mọi người đồng dạng đều là địa thần cảnh cửu trọng nhưng hạ thiên cái này được vinh dự phong long giới vực đệ nhất yêu nghiệt người lại bị hạ kiệt một quyền đánh bay ra ngoài vừa đối mặt đệ nhất yêu nghiệt liền bại ha 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 đây chính là đệ nhất yêu nghiệt. Hạ Thiên, coi như ngươi đoạt ta thành cốt, ngươi vẫn là một cái phế vật. Nói cho ngươi, ta tu luyện vừa mới một năm. Một năm, như thế nhẹ nhõm đánh bại Hạ Thiên, để Hạ Kiệt rất cảm thấy thoải mái dễ chịu, hắn biết rõ, đây hết thảy đều là Trần Trường An công lao. Nếu như không phải Trần Trường An dốc lòng vun trồng, Hạ Kiệt không có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng một năm, có được thành tựu như vậy. Một năm, ta mẹ nó không nghe lầm chứ, cái này Hạ Kiệt, liền tu luyện thời gian một năm. Không có khả năng, cái này sao có thể. Ta liền chưa nghe nói qua, ai trong vòng một năm, liền có thể từ không tới có, đem tu vi đột phá đến địa thần cảnh cửu trọng. Có thể ta nhìn hắn, tựa hồ không giống như là nói dối à. Mà nó, nếu như là thật, vậy hắn mới là mẹ nó phong long giới vực đệ nhất yêu nghiệt à. Dạng này tốc độ tu luyện, toàn bộ vạn cổ thần vực có thể tìm ra mấy cái. Triệu phong hoa cùng nhạc kiêu long lúc này cũng là liếc nhau một cái, hai người bọn họ cũng nhìn ra được, Hạ Kiệt cũng không hề nói dối. Cho nên, hắn thật chỉ là tu luyện một năm. Cái này mẹ nó mới thật sự là yêu nghiệt, coi như đã mất đi thánh cốt, tốc độ tu luyện vậy mà cũng là như thế kinh khủng. Không có khả năng. Ta làm sao lại thua cho người? Đây tuyệt đối không có khả năng. Bị Hạ Kiệt một quyền đánh bay, cái này khiến Hạ Thiên không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Rõ ràng chính là một cái đê tiện sâu kiến, vì cái gì hắn đều đã đã mất đi thánh cốt, sẽ còn có thực lực như thế vì cái gì hạ kiệt ngươi muốn chết hạ trụ trầm giọng nói chờ một cái ngay tại hạ trụ chuẩn bị xuất thủ thời điểm lại bị cửu thánh sơn lão tổ lên tiếng ngăn cản nhìn thấy lúc cửu thánh sơn lão tổ mở miệng hạ trụ tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ cửu thánh sơn lão tổ không nghĩ tới một cái hạ ra thế mà còn có như thế một vị ưu tú yêu nghiệt ngươi gọi hạ kiệt đúng không ngươi rất không tệ mặc kệ trước đó chuyện gì xảy ra Ngươi dù sao cũng là người của Hạ gia. Ngươi muốn vì chính mình đòi lại một cái công đạo, ta hiểu, cũng rất bội phục. Nhưng ngươi cảm thấy bây giờ chính mình có thực lực như vậy sao? Chỉ cần ngươi chịu cúi đầu nhận sai, vừa rồi phát sinh sự tình ta Cửu Thánh Sơn chuyện cũ sẽ bỏ qua. Từ nay về sau, chúng ta cũng sẽ đại lực vun trồng ngươi. Ngươi cảm thấy như thế nào? Rất hiển nhiên, Cửu Thánh Sơn lão tổ là nhìn chúng Hạ Kiệt Thiên Phú, muốn đem hắn lôi kéo tới nhưng mà đối mặt Cửu Thánh Sơn lão tổ lôi kéo, Hạ Kiệt lại là coi nhẹ cười một tiếng. Hôm nay ta tới đây, chính là muốn đoạt lại thuộc về ta đồ vật. Nhận lầm. Ta làm sai chỗ nào? Hạ Kiệt lạnh giọng nói. Như thế nói đến, ngươi là không muốn sống lấy từ nơi này ly khai rồi. Ha 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 ha. Tốt, phi thường tốt. Dứt lời, Cửu Thánh Sơn lão tổ liền không cần phải nhiều lời nữa, mà là nhìn thoáng qua Hạ Trụ. Hạ Trụ ngầm hiểu, sau đó lạnh giọng nói: người tới, giết cho ta cái này nghịch tử. Lời còn chưa dứt, một tên chân thần cảnh vọt thẳng hướng về phía Hạ Kiệt. Oanh, Hạ Kiệt, không phải là các ngươi muốn giết liền có thể giết đến. Bạn chuẩn bị xem từ trường sinh bất tử tu tiên ta liền vô địch tập 700. Thời khắc mấu chốt, một Vân Giao đột nhiên từ trong đám người vọt ra, một quyền, liền tiêu diệt cái kia chặn đánh giết Hạ Kiệt chân thần cảnh. Đa tạ sư mẫu, Hạ Kiệt cảm kích nói. Không cần bất kỳ lo lắng nào, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nghe được Mục phân Giao, Hạ Kiệt gật đầu cười. Tuy nói sư tôn Trần Trường An không tại, nhưng Mục phân Giao cũng tương tự cho Hạ Kiệt lớn lao lực lượng. Nha! Cái này Hạ ra thật đúng là đủ có thể à? Đặt vào thiên tài chân chính không hảo hảo bồi dưỡng, đem tất cả tâm tư đều dùng tại một cái phế vật trên thân. Liền xem như tức đoạt thánh cốt, phế vật vẫn là phế vật. Ta nói các ngươi hạ ra người liền cái này đầu óc. Đại hoàng nện bước bước chân thư thả đi ra, vừa đi, một bên lạnh nói chào phúng không có thành cốt, Hạ Kiệt còn có thể tại trong vòng một năm, từ không tới có đột phá đến địa thần cảnh cửu trọng, đây mới thật sự là yêu nghiệt. Cùng Hạ Kiệt so ra, cái kia Hạ Thiên, quả thực là khó coi à. Hạ ra người, xác thực đầu óc chẳng ra sao cả. Tiểu khâu dẫn ở một bên phụ họa nói. Nhìn thấy Hạ Kiệt còn có giúp đỡ, Hạ Trụ biểu lộ hết sức khó coi, nhưng cửu thánh sơn lão tổ cùng Hạ gia lão tổ cũng không có để ở trong lòng. Dù sao Mục Vân Giao các nàng tu vi, Tựa hồ cũng không tạo nổi sóng gió gì. Ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Câu kết ngoại nhân, đối phó tự mình tộc nhân. Ta trước đây nên để ngươi hài cốt không còn. Hạ trụ nhìn về phía Hạ Kiệt ánh mắt tràn đầy sát ý. Tự mình tộc nhân, các ngươi, cái gì thời điểm coi ta là qua tự mình người? Ta hôm nay có thể đứng ở chỗ này là bởi vì sư tôn, mà không phải các ngươi hạ ra. Các ngươi đã cho ta chính là cái gì? Lột da lột xương sao? hạ kịch cười lạnh nói đừng tưởng rằng có các nàng ngươi liền có thể gối cao không lo chỉ là mấy cái chân thần cảnh ngươi cho rằng bọn hắn giữ được ngươi cho cười hạ trụ ánh mắt lạnh lẽo lần này hắn quyết định tự mình xuất thủ tuyệt đối không thể để cuộc nháo kịch này tiếp tục nữa lần này tân khách đông đảo hạ ra xem như mất hết mặt mũi có thể đối mặt hạ trụ bạo phát đi ra khí thế khủng bố mục phân giao các nàng lại là không chút hoang mang không có chút nào đem hạ trụ để vào mắt Dạng này tình huống, để không ít người đều là nhướng mày. Các nàng vì sao tự tin như vậy? Hạ trụ tuy nói không phải thần vương cảnh giới, nhưng Tu Vi cũng là thần quân cảnh cường giả. Bọn hắn đến cùng vì sao tự tin như vậy? Triệu Phong Hoa nhíu mày, hắn cũng có chút nhì không thấu mục vân giao các nàng lực lượng đến từ chỗ nào. Chẳng lẽ nói, sau lưng của các nàng còn có người? Hạ Kiệt Sư Tôn. Nhà Kiêu Long Hiếu Kỳ nói. Có lẽ vậy. Hạ trụ tràn đầy tự tin một kích, Hắn đối với mình thực lực có 10 phần tự tin. Tại công kích của mình phía dưới, những người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà sau một khắc, hạ trụ chỉ cảm thấy một vệt bóng đen hiện lên, người đã đã mất đi ý thức. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, trong hoàng cung, tất cả mọi người bị trước mắt một màn này kinh trụ. Vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Không thấy rõ ràng, cái gì cũng không thấy rõ ràng. Ta giống như thấy được một vệt bóng đen, đúng, là một vệt bóng đen. Má nó quá tà môn à. Một màn này phát sinh thật sự là quá đột nhiên, đột nhiên đến tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Liên liên cửu thánh sơn lão tổ cùng hạ gia lão tổ, lúc này cũng là một mặt biểu tình khiếp sợ. Chết rồi. Hạ trụ vậy mà liền như vậy chết. Các ngươi thật to gan. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không tranh thủ thời gian động thủ cầm xuống những này tạc nhân. Hạ gia lão tổ kịp phản ứng về sau, tức giận quát. Bị hạ gia lão tổ như thế một hô, những người khác lúc này mới kịp phản ứng thế nhưng là ai dám tiến lên đâu liên liên hạ trụ đều chết như thế không rõ ràng bọn hắn đi lên thì có ích lợi gì một đám phế vật muốn các ngươi có ích lợi gì thấy không người dám động thủ hạ gia lão tổ cũng là tức giận không thôi trước mặt nhiều người như vậy cho dù chết cũng không thể sợ hạ ra mặt mũi rớt còn chưa đủ nhiều không ta tự mình động thủ rơi vào đường cùng hạ gia lão tổ chỉ có thể lựa chọn tự mình động thủ nhưng mà sau một khắc, đạp nguyệt một đạo ánh mắt, liền để hạ gia lão tổ đột nhiên cứng ở tại chỗ. Thật là đáng sợ ánh mắt. Khi thế thật là khủng bố. Đừng nói hạ gia lão tổ, những người khác lúc này cũng đã nhận ra đạp nguyệt bất phàm. Loại này bọn hắn chưa hề đều chưa từng gặp qua sinh vật, nhìn người vật vô hại, thậm chí dáng dấp có chút đáng yêu. Nhưng vừa vặn ánh mắt kia bên trong phát tán ra khí thế, liền xem như cửu thánh sơn lão tổ cũng không khỏi đến chấn động trong lòng. Mẹ nó, cuối cùng là một đám người nào. Tà môn. Quá mẹ nó tà môn. Hắc hắc hắc. Tiểu tử, cầm người khác đồ vật là phải trả. Tới tới tới, ta xem một chút làm sao ra tay so sánh qua nghiện. Đại hoàng một mặt cười xấu xa nhìn xem hạ thiên, ánh mắt bên trong tràn đầy hài hước. Mà đại hoàng, để hạ thiên cũng là toàn thân chấn động. Ngày đó hạ kiệt bị lột ra lấy xương quá trình hắn còn rõ mồn một, một trước mắt, hắn không dám nghĩ, càng không nguyện ý thể nghiệm một lần hạ kiệt đã từng trải qua. Mẫu hậu cứu ta lão tổ cứu ta hạ thiên khẩn trương lớn tiếng kêu cứu mà hắn mẫu hậu lúc này cũng là một mặt vẻ lo lắng lão tổ van cầu ngài nhất định phải mau cứu thiên nhi à nếu là thiên nhi đã xảy ra chuyện gì ngài để cho ta sống thế nào ngươi liền xem như vì cửu thánh sơn cùng hạ ra tương lai cũng không thể để thiên nhi xảy ra chuyện à hạ thiên mẫu thân lo lắng nói nghe được đối phương cửu thánh sơn lão tổ cũng là nhíu mày hạ thiên xác thực không thể xảy ra chuyện Cửu Thánh Sơn lão tổ hướng về ngay tại đe dọa Hạ Thiên Đại Hoàng nhìn sang, nhưng cũng không để ý tới, bởi vì hắn biết rõ, trong những người này, chân chính làm chủ, hẳn là mục vân giao cái này nữ nhân. Hạ Thiên, các ngươi không thể động, bằng không mà nói, ta Cửu Thánh Sơn tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Hạ Kiệt, ngươi muốn lấy lại công đạo, hiện tại, ngươi đã đã chứng minh chính mình thiên phú, đánh bại Hạ Thiên, đồng dạng, ngươi phụ thân, cũng bởi vì ngươi mà chết. Đi qua đủ loại ân oán, liền để hắn đi qua, như thế nào? nếu các ngươi bây giờ chọn lựa ly khai, ta tuyệt đối sẽ không ngăn đón các ngươi. Ngày sau, càng sẽ không trả thù. Cửu Thánh Sơn lão tổ vẫn còn có chút kiên kỵ đạp nguyệt, cho nên hắn cũng chỉ có thể đủ lựa chọn một cái cầu hòa phương thức đến kết thúc lần này nháo kịch. Nghe được đối phương, Hạ Kiệt cũng là hướng về Mục Vân Giao nhìn sang. Không cần lo lắng, làm ngươi muốn làm liền tốt. Mục Vân Giao vừa cười vừa nói. Vâng, sư mẫu. Đạt được Mục Vân Giao lại một lần nữa khẳng định trả lời chắc chắn, Hạ Kiệt lúc này mới hướng về cửu thánh sơn lão tổ nhìn sang, ta muốn bắt về thuộc về ta đầu vật. Hạ Thiên phải chết. Hạ Kiệt ánh mắt kiên định nhìn xem cửu thánh sơn lão tổ, không có chút nào bất luận cái gì ý lùi bước. bị Hạ Kiệt một tên tiểu bối như thế không nể mặt mũi, cửu thánh sơn lão tổ đồng dạng là tràn đầy lửa giận. Ha 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 ha. Tốt. Nếu là không cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, các ngươi thật đúng là cho là ta cái này cửu thánh sơn lão tổ là cái bài trí hay sao?